Mời các bạn đón nghe tiếp tập 10 của câu chuyện Chồng cũ đừng đến làm phiền tôi. Các bạn thấy câu chuyện này hay, hãy nhớ đăng ký kênh, like và để lại những bình luận tích cực bên dưới ủng hộ cho Kiều Hoa và toàn bộ ekip. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Có thật là con có con không? Bà Trình lắp bắp hỏi lại, nhìn Hứa Sai Kỳ bằng ánh mắt cảm kích. Đây là điều bà mong mỏi suốt mấy năm qua. Cuối cùng, nguyện ước đó cũng trở thành sự thật. Chỉ là cô và Trình Huy đã ly hôn, niềm vui như bị xẻ làm đôi. Vâng, con có thai được 3 tháng rồi. Cô xác nhận lại một lần nữa. Suýt chút nữa bị sẩy thai, Hứa Sai Kỳ ý thức được rằng bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Dù đó chỉ là sự tình cờ, vì vậy cô cần tìm đến một nơi an toàn để dưỡng thai, thay vì cứ ở mãi căn hộ chung cư mà ai cũng tới được. Con có nói với Trình Huy chưa? Phản ứng của nó thế nào con? Là một người mẹ, bà Trình hiển nhiên không thể không quan tâm tới con trai của mình rồi. Đặc biệt hơn khi giờ bà sắp có cháu, niềm vui cứ thế mỗi lúc một đong đầy. Nếu như ông bà cũng biết tin này, hẳn hiềm khích xưa kia của hai bố con sẽ được hóa giải. Khẽ cúi đầu, Hứa Gia Kỳ thở ra một hơi dài thườn thượt. Con không có ý định nói danh ấy biết sự thật, thà là cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, hẳn hai người sẽ thấy thoải mái hơn. Đi đến quyết định ly hôn, Hứa Gia Kỳ đã suy nghĩ rất kỹ. Vốn dĩ, cô chọn cách rời xa Trình Huy là bởi vì bản thân cô và hắn không có cách nào để hàn gắn nữa. Khi cô tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cô nhận ra mình có thai. Chính sự xuất hiện của đứa bé trong bụng khiến Hứa Sai Kỳ lưỡng lự. Nếu quyết định làm mẹ đơn thân, cô bắt buộc phải giấu mọi chuyện với Trình Huy suốt đời. Nếu nói cho hắn biết, đồng nghĩa với việc cô cần trở về căn hộ đó sinh sống. Con định làm mẹ đơn thân sao? Vâng, với lại con định nhờ mẹ một chuyện có được không ạ? Hứa Sai Kỳ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhẹ nhàng hỏi. Con nói đi. Giờ cô đã có thai, chuyện gì cũng có thể sai khiến nhà họ Trình làm theo ý mình. Kể cả Trình Huy, cô cũng nằm gọn trong lòng bàn tay. Càng yêu hắn bao nhiêu, cô càng hận hắn bấy nhiêu. Dẫu hắn đang tìm cách trở về bản chất của một người chồng khi mới kết hôn, tình cảm, ngọt ngào và tuyệt đối tránh xa những cây trà xanh đắng chát. Con muốn ở đây dưỡng thai, chỗ ở của con không an toàn cho lắm. Cô tin vào trực giác của mình, tin rằng sớm muộn gì Hứa Lâm cũng tìm cách loại bỏ đứa bé trong bụng cô. Do đó, Hứa Gia Kỳ đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định đi trước một bước. Nếu vậy, con không sợ Trình Huy sẽ nghi ngờ sao? Mẹ yên tâm đi, con sẽ có cách nói với anh ấy. Khi lựa chọn con đường này, Hứa Gia Kỳ tin chắc bản thân luôn nắm thế chủ động. Chỉ cần là cô muốn, bất cứ ai cũng không thể cản đường. Nếu Hứa Lâm biết cô đến đây ở, cô ta sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc là tức đến chết. Ai mà không biết bà Trình xem Hứa Lâm như cái gai trong mắt. Chỉ cần chạm mặt là bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đối đầu với một người đã khó, bây giờ lại thêm một người nữa, còn là khắc tinh của mình. Hứa Lâm sớm muộn gì cũng phải bỏ cuộc thôi. Cô ta đợi được, nhưng cái thai trong bụng thì không. Đợi đến khi Lâm bồn, hẳn Hứa Lâm sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà bày mưu tính kế. Trong lúc Hứa Sai Kỳ đang có sự chuẩn bị trước cho riêng mình, thì Hứa Lâm liên tục gọi điện cho gã đàn ông kia để thăm dò tình hình. Biết cô đến tìm mẹ của Trình Huy, Hứa Lâm lại càng thêm chắc chắn về sự suy đoán của mình. Quả nhiên, đó là con của Trình Huy. Chị Kỳ, nếu chị đã từ chối, thì em cũng không ngại bay vào. Có trong tay xét nghiệm ADN giả, Hứa Lâm yên tâm gài bẫy Hứa Sai Kỳ. Lần này, dù muốn dù không, cô ta cũng phải khiến cho bệnh viện được một phen náo loạn. Kết thúc cuộc gọi, Hứa Lâm thong thả ngồi xuống ghế sofa, tận hưởng cảm giác chiến thắng của chính mình. Cùng lúc đấy, bên ngoài căn hộ nơi cô sống, một người đàn ông đội mũ đen đang bấm chuông. Nhìn về phía cánh cửa im lặng, Hứa Lâm khẽ nhíu mày. Ai vậy nhỉ? Người đó chắc chắn không phải là mẹ cô, vì trước khi đi, bà có cầm chìa khóa. Giả sử không mang theo chìa khóa thì sẽ gọi điện cho cô, thay vì đứng đó làm chuyện vô bổ là bấm chuông. Rời khỏi ghế sofa, Hứa Lâm đi tới, nhẹ nhàng ra mở cửa. Trong khoảnh khắc đối diện nhau, người kia liền nở một nụ cười bí hiểm. Chào cô, tôi tên là Trần Luật, thanh tra sở cảnh sát. Cô là Hứa Lâm nhỉ? Sau một thời gian dài điều tra, Trần Luật đã tìm được chút manh mối. Dựa vào đấy, anh truy tìm địa chỉ rồi đi thẳng tới nơi Hứa Lâm đang sống. Chỉ cần gặp được cô, mọi bí ẩn đều có thể giải mã. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Hứa Lâm không ngờ có một ngày mình lại bị cảnh sát sờ gáy. Rõ ràng cô đã thu dọn rất kỹ càng căn phòng đấy khi quay trở lại rồi mà. Tại sao lại? Tôi có việc muốn hỏi cô. không phiền chứ? Vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, Trần Luật vừa hỏi chuyện vừa thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt cô ta. Rõ ràng Hứa Lâm có ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên này đến từ đâu đây? Từ việc anh là thanh tra cảnh sát, hay từ việc bản thân đã hành hung hai người ở khách sạn AC? Đợi thêm chút nữa, anh ta sẽ có cách khiến cô phải thú nhận mọi chuyện. Dạ vâng. Nép sang một bên, Hứa Lâm mở rộng cửa cho Trần Luật đi vào. Vì là phòng khách sạn nên cách bài trí vô cùng quen mắt. Lúc đi ngang qua người Hứa Lâm, anh ngửi được một mùi hương quen thuộc. Hình như là... Xin lỗi anh, phòng khách sạn nên không có bàn ghế hẳn hoi. Không sao, tôi ngồi đâu cũng được, miễn là cô có mở lời. Mục đích chính của anh tới đây để thu thập thông tin. Sẽ thật vô nghĩa nếu như đối phương không chịu trò chuyện. Anh không ngồi sao? Tôi đứng được rồi. Không vòng vo nữa, Trần Luật đi luôn vào vấn đề chính. Cô có biết sự việc xảy ra ở khách sạn AC vào ngày 15 tháng 10 không? Tôi không để ý lắm. Khách sạn AC là nơi lưu giữ ký ức đen tối của Hứa Lâm. Chỉ vì muốn sớm được lên giường với Trình Huy, cô đã bất cẩn bị người ta bế lên giường. Đêm đó, cô không biết mình đã nhục nhã như thế nào khi ân ái với một gã đáng tuổi bố mình. Vậy à? Trần Luật thản nhiên gật đầu. Câu trả lời này nằm trong dự đoán của anh. Nhìn thẳng vào mắt cô, Trần Luật thuật lại vụ án. Vào ngày 15 tháng 10, chúng tôi phát hiện ở khách sạn AC có một người tử vong vì bệnh tim tái phát. Thêm vào đấy, có một người bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Khi chúng tôi đưa anh ta vào bệnh viện, do va đập quá mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời. Kết quả là chúng tôi mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về những người ghé khách sạn hôm đấy. Anh thanh tra à? Anh nói với tôi những chuyện này thì có ý nghĩa gì vậy? Hứa Lâm cắt ngang lời Trần Luật, cố tình đánh lạc hướng đối phương. Khi Trần Luật bắt đầu kể lại vụ án, Hứa Lâm nhớ lại tất cả những gì diễn ra trong đêm hôm đấy. Nếu không phải cô nhanh trí thay đổi hình dạng bên ngoài của bản thân, có lẽ bây giờ cô đã bị họ giam giữ trong nhà lao rồi. Sao lại đến đấy vào lúc này chứ? Tôi chưa nói xong, Trần Luật thông báo. Tiếp đấy, vị thanh tra kể. Chúng tôi không tìm được bất cứ manh mối nào. Dù đã kiểm tra sổ sách của ngân hàng Quy tới thời điểm hiện tại. Cô Lâm, cô có từng đến đó không? Tôi chưa. Từ lúc lên thành phố, tôi chỉ thuê mỗi căn hộ này thôi. Trước mặt vị thanh tra tương đối trẻ tuổi này, Hứa Lâm mạnh miệng khẳng định nếu bị người ta mời đến đồn cảnh sát, Hứa Lâm khó mà giữ được bình tĩnh như hiện tại. Trần Luật gật đầu. Ra là vậy, còn mẹ cô thì sao? Bà ấy hôm nay không có ở đây à? Mẹ tôi về quê hôm qua rồi. Trần Luật mỉm cười, muốn nói rằng mọi chuyện xảy ra đều rất trùng hợp. Sớm không sớm, muộn không muộn, đến vào lúc anh ghé thăm. Vậy cô thử xem cái này đi. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn được gói ghém cẩn thận. Ở trên đó, anh tìm được hai dấu vân tay tương đối giống nhau. Bước đầu, anh cho rằng đó là dấu vân tay của một cặp chị em nào đấy. Đặt chiếc nhẫn xuống trước mặt Hứa Lâm, Trần Luật khéo léo quan sát vẻ mặt của cô. Lần này thì rõ rồi, khóe môi cô ta hơi giật. Nhẫn à? Chiếc này đẹp thật đấy, cô nhận định. Trước đó, sau khi rời khỏi khách sạn AC, Hứa Lâm đã sẵn cho tình huống này rồi. Vậy mà khi nó diễn ra, bản thân cô ta có chút lo sợ trong lòng. Phía cảnh sát đã làm việc, chắc hẳn trong tay họ có chứng cứ để buộc tội cô. Không phải của cô à? Của tôi làm sao được? Hứa Lâm tiếp tục phủ nhận. Cho tôi dấu vân tay của cô đi, tôi muốn đối chiếu. Chỉ cần là một phép thử đơn giản, tất cả sẽ được lý giải. Lúc nào cũng vậy, Trần Luật luôn tin vào trực giác của mình. Với anh, bất kể tội phạm nào cũng không thể trốn thoát. Hứa Lâm đang tìm cách kéo dài thời gian để suy nghĩ. Vì sao lại nghi ngờ tôi? Cô là người duy nhất xuất hiện trong camera của khách sạn mà không thấy ra, cũng không ghi họ tên vào ngày 15 tháng 10. Cho hỏi một câu, hôm đó cô ở đâu vậy? Từ ngày đó đến giờ cũng hơn 4 tháng rồi. Anh hỏi như vậy, làm sao tôi nhớ được? Hứa Lâm viện cớ toài thác. Thanh tra Trần nhìn cô, nở một nụ cười lạnh. Bình thường, cô hay đi khách sạn lắm mà, sao lại không nhớ? Đánh vào trọng điểm, Trần Luật rõ ràng là đang ép cô ta nhớ lại đoạn hồi ức đáng quên đấy. Con số 15 tháng 10 vừa cất lên từ miệng của vị thanh tra. Hứa Lâm liền cảm thấy buồn nôn, nhớ đến đêm mình bị gã đàn ông đó quấn lấy. Cô hận không thể chém gã ra thành trăm mảnh. Tại sao người đó lại là cô mà không phải là Hứa Sai Kỳ? Tại sao những gì tốt đẹp nhất đều đến với chị ta? Ông trời có đang thật sự bất công với cô không? Anh nói vậy là sao? Đường là thanh tra sở cảnh sát mà lại buông lời xúc phạm người dân lương thiện là thế nào? Có lẽ cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi không hề xúc phạm ai. Chỉ là tôi nghĩ nếu như cô có qua lại với một người đàn ông nào đấy, thì việc tới những chỗ ấy là chuyện bình thường. Chuyện bình thường lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen. Quen rồi, người ta sẽ không để ý nữa. Ý tôi là vậy đấy. Đến lúc này, Trần Luật có thể khẳng định rằng Hứa Lâm là một người không dễ đối phó. Nếu như những người phụ nữ khác khi gặp anh sẽ bị dọa cho đến mức sợ hãi mà khai ra hết, riêng Hứa Lâm lại bình tĩnh đến lạ. Lẽ nào cô ta biết anh sẽ đến đây nên có sự chuẩn bị trước sau? Không, không thể nào có chuyện đó. Khi gặp phải một đối thủ xứng tầm, Hứa Lâm bắt đầu nghĩ cách đánh lạc hướng đối phương. Anh nói có dấu vân tay trên chiếc nhẫn này sao? Phải. Vậy thì tôi biết là của ai rồi. Hứa Lâm mỉm cười trả lời. Cuối cùng, cơ hội mà cô ta đợi cũng tới. Không cần đổi con nữa, cô sẽ khiến hai mẹ con Hứa Sai Kỳ phải sống trong tù một thời gian. 2 năm, 5 năm hay 10 năm đều tốt cho việc cô tiếp cận Trình Huy. Đến khi cô ta thoát khỏi đấy thì Trình Huy đã nằm gọn trong tay của cô rồi. Cô thật sự biết ai là chủ nhân của nó sao? Trần Luật lờ mờ hỏi. Trước khi đến đây, Trần Luật đinh ninh rằng Hứa Lâm chính là hung thủ gián tiếp đứng sau vụ án này. Tuy nhiên, nếu cô ta chỉ ra một người có khả năng bị tình nghi cao hơn thì hẳn Hứa Lâm có thể dễ dàng thoát tội. Giả sử nhân vật mà cô ta nói đến là một người B nào đấy, thì trừ trường hợp người B xác nhận và đưa ra được chứng cứ vụ việc này có liên quan tới Hứa Lâm, thì bản thân hai người họ sẽ được coi là đồng phạm. Quả thực mọi thứ phức tạp hơn anh nghĩ. Chiếc nhẫn này chính là tôi đã nhặt lại, trả cho người chủ của nó mà. Một câu chuyện được đẩy đi mỗi lúc một xa. Nếu theo tiến độ này, chẳng mấy chốc Hứa Lâm sẽ nghiễm nhiên trở thành người có công trong việc giúp cảnh sát bắt được hung thủ thực sự, một mũi tên bắn chết 2 con nhạn. Người đó là ai? Trần Luật cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Nếu cô ta thực sự biết hung thủ là ai, tại sao lại không báo với cảnh sát? Có khi là... Điều anh đang nghĩ là đúng, hẳn chuyện này tất yếu có bí ẩn. Để phơi bày chuyện ra ánh sáng, khả năng cao là Trần Luật phải đào sâu vào quá khứ của người có liên quan. Khi đấy, thời gian không chỉ đơn giản là tính bằng tháng mà có thể kéo dài tới 1 năm. Hứa Gia Kỳ, anh đợi một lát, tôi ghi địa chỉ cho. Rời khỏi ghế sofa, Hứa Lâm đi vào phòng, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Trong quá trình nói chuyện với vị thanh tra, cô phải kiềm chế lắm mới không để lộ sơ hở gì. Chỉ cần cô thay đổi sắc mặt một chút thôi, Trần Luật sẽ nhận ra ngay. Với một người có kinh nghiệm phá án như anh ta, cô nhất định phải diễn tới cùng. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Trần Luật nhìn quanh căn phòng một lượt. Nếu đây là nhà cô ta thì tốt biết mấy. Chỉ khi ở trong chính căn nhà của mình, Hứa Lâm mới để lộ những sơ hở khó bẻ che giấu, chẳng hạn như một tấm ảnh hoặc một kỷ vật nào đấy. Đây rồi, Hứa Lâm đưa cho Trần Luật một mảnh giấy, trên đó ghi địa chỉ mà Hứa Gia Kỳ đang sinh sống. Nhận lấy thông tin từ tay Hứa Lâm, Trần Luật nói tiếng cảm ơn rồi xin phép ra về. Trên hành lang của khách sạn, Trần Luật không thể nào quên được hình dạng khi chết của nhân viên thuộc khách sạn AC. Nếu bệnh tim tái phát và không có thuốc bên người, tại sao hai bàn tay lại để dọc theo thân người mà không có lấy một tay ôm lấy phần tim? Điều đó chẳng hợp lý chút nào. Sau khi rời khỏi chỗ Hứa Lâm, Trần Luật không hẹn trước mà tới căn hộ chung cư của Hứa Sai Kỳ. Vừa đặt chân ra khỏi thang máy, anh đã tiến tới nơi cô ở, đối diện với Lục Viễn Dương. Khoảnh khắc nhìn thấy phù hiệu trên áo của Trần Luật, Lục Viễn Dương đổ mồ hôi lạnh. Nhìn tờ giấy trên tay, Trần Luật lên tiếng. Cho hỏi chỗ này có phải... Không, không liên quan tới tôi. Đi, đi, đi. Hôm nay, Lục Viễn Dương chủ động đến xin lỗi cô về chuyện hôm trước. Anh không cố ý lừa cô lần thứ hai. Chẳng qua anh muốn tự mình tìm cách cứu vãn thôi. Chỉ cần anh không kết hôn với Lâm Quân Dao, điều kiện nào Lục Viễn Dương cũng chấp nhận. Trong lúc chờ Hứa Sai Kỳ trở về, Lục Viễn Dương kiên nhẫn đứng đợi. Anh tự nhủ rằng khi gặp mặt, bản thân sẽ nói rõ ràng cho cô hiểu, không cho Hứa Sai Kỳ có cơ hội từ chối anh. Vậy mà đã 30 phút trôi qua, cô vẫn chưa về. Lục Viễn Dương vô cùng sốt ruột. Anh không dám gọi điện cho Hứa Sai Kỳ hỏi, vì cô biết anh đang đứng ở đây tránh mặt. Do đó, ngoài việc im lặng, Lục Viễn Dương không thể làm gì khác. Cho hỏi chỗ này có phải... Không, không liên quan tới tôi. Thấy phù hiệu cảnh sát, Lục Viễn Dương sợ đến tái mặt mũi. Với anh, chuyện cảnh sát tìm tới mình luôn thường trực trong mỗi giấc mơ. Anh đã từng lỡ tay giết người, phải bỏ trốn một thời gian, nên không thể bình tâm trước sự xuất hiện của Trần Luật được. Khoan đã, tôi... Trần Luật còn chưa nói hết câu, Lục Viễn Dương đã đẩy anh sang một bên, dùng hết tốc lực để chạy về phía thang máy, bỏ trốn khỏi sự giám sát của cảnh sát. Anh ta đang lên cơn đấy à? Trần Luật ngoái đầu lại nhìn khi bóng của Lục Viễn Dương vụt qua cửa thang máy. Không bận tâm đến sự tồn tại của Lục Viễn Dương, Trần Luật trở lại với mục đích của chính mình. Đưa tay lên bấm chuông, anh đợi người bên trong xuất hiện để hỏi thăm về quá trình xảy ra vụ án. Có khi nào trực giác của mình sai không? Trần Luật lẩm nhẩm tự hỏi. Thời gian cứ vậy trôi qua, không ai mở cửa, anh phải lủi thủi về một mình. Ngồi trên xe taxi, Lục Viễn Dương chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về phía sau, xem có ai đuổi theo mình không. Thật may là mọi thứ diễn ra một cách bình thường. Không phải anh ta phát hiện rồi chứ? Lục Viễn Dương tự hỏi. Dù chẳng biết phía cảnh sát có tìm tới nhà không, anh nên chuồn đi trước thì hơn. Về tới nhà, Lục Viễn Dương gom mấy bộ quần áo, đón taxi ra sân bay và đi chuyến sớm nhất. Trước khi xác định bản thân có liên quan tới sự xuất hiện của Trần Luật hay không, anh sẽ không trở về. Sau khi yên vị trên máy bay, Lục Viễn Dương mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bình tâm ngả người ra sau và chợp mắt. Khi anh tỉnh giấc, chuyến bay đã hạ cánh rồi. Ngày hôm sau, Trần Luật tiếp tục đến tìm Hứa Sai Kỳ nhưng vẫn không gặp cô. Do đó, anh để lại một mảnh giấy rồi ở phòng bảo vệ về trụ sở, tiếp tục giải quyết những bí ẩn còn lại. Trong bệnh viện, Hứa Sai Kỳ vẫn ở bên cạnh theo dõi bệnh tình của Trình Huy. Vì cô mà hắn bị tai nạn, Hứa Sai Kỳ cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc cho hắn. Vợ cũ chăm sóc chồng cũ, có nghĩ sao cũng thấy thật gượng gạo. Hứa Sai Kỳ đi vào phòng bệnh, đã nghe thấy Trình Huy rên khe khẽ. Bước lại gần, cô nhìn hắn hỏi: "Anh bị sao vậy?" "Ngứa." Vừa nói, Trình Huy vừa đưa tay ra sau lưng để gãi. Nhìn hắn cố gắng với tay, Hứa Sai Kỳ đề nghị: "Để tôi làm cho. Vậy phiền em nhé." Hắn xoay lưng lại để thuận tiện cho cô bôi thuốc. Khi Hứa Sai Kỳ vừa ngồi xuống giường, bàn tay chậm rãi đặt lên lưng hắn. Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở, điều dưỡng thêm thuốc vào. Nhìn thấy hai vợ chồng họ đang tình tứ, nữ điều dưỡng vội quay lưng. "Cô đến thì hay rồi, cô giúp tôi với." "À, tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước." Hứa Gia Kỳ ngơ ngác nhìn theo. Cô định rằng sẽ giao việc này lại cho người của bệnh viện, còn bản thân có thể về nhà tắm rửa một chút. Nhưng xem ra với tình hình này, cô đành phải giúp hắn thoa thuốc vậy. "Anh không cởi áo ra, sao tôi làm được?" "Em cởi đi." Hắn vừa nói, vừa giơ hai tay của mình lên, một bên đang truyền dịch, bên tay còn lại băng bó, nên thành ra Trình Huy chẳng khác nào người khuyết tật cả. Với hắn, đây là cơ hội để hai người tìm lại cảm xúc trong tình yêu này. Hắn thật sự mong Sai Kỳ có thể suy nghĩ lại, cho hắn một cơ hội để bù đắp. Vòng tay ra trước để cởi cúc áo, Hứa Sai Kỳ cố gắng để mình không bị phân tâm. Dù trái tim cô đang đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng không thể để Trình Huy biết được. "Trình Huy, anh tuyệt đối đừng nói gì cả." Cô thầm mong. Lúc này, khoảng cách giữa hai người họ chỉ tầm trong một gang tay. Nếu hắn cúi đầu về phía trước, cả hai đều không thể tránh được môi chạm môi. "Kỳ Kỳ à, em..." "Im lặng đi." "Không phải, ý anh muốn nói là em phải mở cúc áo, chứ không phải là gài nó lại." Cô ngượng ngập chớp mắt, cố ý nhìn sang chỗ khác. Áo vừa cởi xong, Hứa Sai Kỳ thất thần nhìn chăm chú vào tấm lưng chi chít những vết thương nhỏ của hắn. Nếu hắn không đứng ra lấy thân mình che chở, liệu cô và đứa bé trong bụng có thể tồn tại đến giờ phút này không? Đột nhiên cô thấy lòng mình yếu mềm, sinh ra cảm giác muốn hàn gắn. "Sai Kỳ, mày thật sự có thể tha thứ sao không?" "Sai Kỳ, tôi có chuyện muốn nói với cô." Bằng một cách thần kỳ nào đấy, Trần Luật đã mò tới tận đây. Thấy cô đang bôi thuốc lên vết thương của Trình Huy, anh nói: "Làm phiền rồi, tôi sẽ ra ngoài đợi vậy." Hai lần có người lạ vào phòng, tất thảy bọn họ đều hiểu lầm chuyện cô và Trình Huy đang làm. Rõ ràng là cô chỉ bôi vết thương cho hắn, tại sao lại biến thành những chuyện ám muội như vậy? Càng nghĩ, Hứa Sai Kỳ càng cảm thấy bất lực. "Em quen với anh ta à?" Trình Huy không kìm lòng được mà lên tiếng hỏi. Thời gian gần đây, kể từ khi hắn quyết tâm theo đuổi lại vợ cũ, xung quanh mỗi lúc lại có thêm người tiếp cận. Hắn sợ rằng nếu bản thân còn không chịu làm gì thì ngay cả cơ hội tiếp cận cũng không có. Trước câu hỏi của hắn, cô im lặng. Suy cho cùng, tâm trí cô lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì nhiều. "Kỳ Kỳ, tôi không bị điếc." Hứa Sai Kỳ lên tiếng đáp trả. Ly hôn rồi, cô xác định rõ mình không có nghĩa vụ phải giải thích với hắn từng chút một. Không có sự ràng buộc, đương nhiên cũng không có sự phục tùng. "Em quen người đàn ông đó sao?" "Không phải chuyện của anh." Hắn càng muốn biết, cô càng muốn trả lời. với Hứa Sai Kỳ khi đã chấm dứt quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật là hết. Trình Huy biết Hứa Sai Kỳ chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như thế. Tuy nhiên, hắn phải giám sát để không có bất cứ người đàn ông nào đến tìm cô. Xử lý vết thương xong, Hứa Sai Kỳ đi ra ngoài. Khép nhẹ cánh cửa, Hứa Sai Kỳ đi tới cuối hành lang để gặp người đàn ông vừa gọi tên mình cách đây vài phút. Đứng bên cạnh Trần Luật, cùng nhìn xuống sân trước bờ bệnh viện, cô lên tiếng. Sao anh biết tên tôi? Một người nói cho tôi biết. Cô quen Hứa Lâm không? Có, Hứa Sai Kỳ lạnh nhạt đáp lời. Ngày hôm nay, những rắc rối mà cô gặp phải đều đến từ cô em gái. Cô chẳng hiểu sao, vì nó lại 5 lần 7 lượt muốn dồn cô vào chỗ chết như vậy. Đều nói Hứa Lâm vì yêu mù quáng Trịnh Huy nên mới hành động như thế thì cũng không hẳn. Bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, hai người họ đã ly hôn rồi. Hứa Lâm hoàn toàn có thể đường đường chính chính mà chinh phục trái tim hắn. Anh không thích em, anh chỉ coi em như là em gái thôi. Việc ra đi của em gái ruột khiến Trịnh Huy luôn dằn vặt bấy lâu, chỉ vì theo đuổi quả bóng bay mà quên mất cầm tay em gái khi băng qua đường. Kết quả, một vụ tai nạn thảm thương xảy ra. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa hắn và ông Trình luôn trong trạng thái căng thẳng. Con trai ông là người gián tiếp gây ra cái chết cho cô gái. Trong một gia đình, còn điều gì tồi tệ hơn thế? Trần Luật giới thiệu sơ qua về bản thân và lý do chính đến gặp cô ngày hôm nay. Đương nhiên, anh cũng không quên nhắc đến việc mình đã để ở nhà cô 2 tờ bưu thiếp. 3 ngày rồi, Hứa Gia Kỳ không về nhà. Hình dạng của chúng cũng như nét chữ của Trần Luật ra sao, cô không biết. Sau cùng, anh trở lại vấn đề chính. Ngày 15 tháng 10, cô đã ở đâu từ 23 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau? Ngày 15 tháng 10, chẳng phải là kỷ niệm 3 ngày cưới của cô và Trình Huy sao? Trong tình huống này, cô không thể từ chối câu hỏi của thanh tra Trần. Hôm đó là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi. Trước đó, tôi và chồng có xảy ra xích mích, nên cả hai không nói chuyện. Tôi chuẩn bị ly hôn nên cần thu dọn quần áo, cuốn gói khỏi căn hộ chung cư đấy. Khi tôi định đi thì thấy anh ấy trở về, có mang theo hoa và một món quà. Nhưng mà... Nói đến đây, cổ họng Hứa Sai Kỳ nghẹn đắng. Những tưởng bản thân đã quên đi những ký ức không vui. Nhưng xem ra cô vẫn còn nặng tình. Cảm giác bị xem là kẻ thế thân của Lâm Quân Dao quả thực không dễ chịu tí nào. Cô xem có phải là cái này không? Trần Luật lấy chiếc nhẫn được gói ghém cẩn thận đưa cho Hứa Sai Kỳ xác nhận. Vừa nhìn thấy nó, cô đã mở to mắt ngạc nhiên. Anh tìm nó ở đâu vậy? Tôi nhớ là đã vứt nó đi rồi. Ngay trong đêm á? Phải. Vì sao? Trần Luật muốn biết mọi chuyện một cách cụ thể. Có như vậy, anh mới làm rõ chân tướng của vụ án được. Đồng thời, đem kẻ nấp trong bóng tối ra ánh sáng. Chịu sự trừng trị của pháp luật, có thể tội danh đó không đến mức tử hình. Nhưng chắc chắn người đó phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Hít một hơi thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Hứa Sai Kỳ nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi chậm rãi trả lời. Tại vì anh ấy xem... Hứa Sai Kỳ, ta phải giết mày. Lời muốn nói còn chưa nói xong, giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ kia đã cất lên. Hứa Sai Kỳ và Trần Luật cùng lúc quay người lại, còn dao trên tay bà Hứa nhắm thẳng vào người cô mà lao tới. Bà kia, mau bỏ dao xuống. Mặc cho Trần Luật vội lên tiếng can ngăn, còn dao đã ghim vào da thịt của người trước mặt, máu bắt đầu rỉ xuống sàn nhà. Trình Huy, anh... Một tiếng trước, tại phòng khách sạn nơi Hứa Lâm sống, cô ta đã bị sảy tai. Trần Luật vừa về chưa bao lâu, Hứa Lâm đã gọi điện cho mẹ. Alo, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ ra ngoài có chút việc, sao thế con gái? Mẹ về nhanh đi, có chuyện không ổn rồi. Đầu dây bên kia, bà Hứa đáp lại với giọng dứt khoát. Mẹ về ngay đây. Nhận được thông báo khẩn từ con gái, bà Hứa yêu cầu thợ làm tóc ngừng duỗi, cứ để vậy mà đi về khách sạn. Một khi Hứa Lâm đã lên tiếng cầu cứu, hẳn chuyện cô gặp không phải hề đơn giản. Biết đâu Hứa Sai Kỳ đem người tới cảnh cáo thì sao? Ai mà biết được. Lúc con người ta thay đổi, sự thay đổi ấy sẽ diễn ra một cách nhanh chóng, nhanh đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy chậm đi vài nhịp. Giữa 4 bức tường trong phòng khách sạn, Hứa Lâm đi lại, đăm chiêu tìm cách suy nghĩ. Giả sử kế hoạch đổ tội của cô không thành, phía cảnh sát sẽ quay trở lại, cho người dẫn cô đi. Tương lai còn dài, Hứa Lâm không muốn cả đời mình bị giam trong nhà tù cũ nát với đống rán, chuột chạy nhảy như đi hội. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Hứa Lâm, cô phấn khích đi vào trong nhà vệ sinh để chuẩn bị. Ai ngờ khi đặt chân lên tấm thảm đã bị ướt, nó trượt dài về phía bồn rửa mặt, khiến Hứa Lâm mất thăng bằng, ngã ngược ra sau. Tiếng hét thất thanh vang lên, Hứa Lâm nằm trên sàn nhà, mặt nhăn nhó, Ở giữa hai bắp chân cô, máu bắt đầu chảy ra, nhuộm đỏ cả một khoảng trống nơi cô nằm. Trơ mắt nhìn nước từ từ đổi màu, khóe mắt Hứa Lâm ửng đỏ. Cô ta bật khóc nức nở, cổ họng như có cái gì đó bóp nghẹn lại, không phát ra thành tiếng. Con ơi! Mệt, đau, cơ thể rã rời nên Hứa Lâm hôn mê ngay sau đấy. Bàn tay cô để trên bậc cửa ra vào, cố gắng với lấy thứ gì đó từ bên ngoài. Tiếc là trong khoảng không mơ hồ, bản thân Hứa Lâm đành bất lực đánh mất cơ hội đổi đời của mình. Cô ta thật sự không nghĩ rằng bản thân lại thất bại sớm đến vậy. Khi bà Hứa về tới nhà, không gian đã chìm sâu vào trong tĩnh lặng. Lâm ơi! Lâm ơi! Con đâu? Thấp thoáng thấy bóng dáng cô ở lối ra vào nhà vệ sinh. Bà ta vội vàng chạy lại, nhìn cảnh tượng đang hiện hữu trước mặt mình. Bà ta ngồi thụp xuống, tay chân bủn rủn, muốn chạm vào Hứa Lâm nhưng không sao chạm tới được. Mãi một lúc sau, khi bà đã bình tâm trở lại, bà Hứa mới gọi cho xe cứu thương đưa cô tới bệnh viện. Đứa bé đã mất, hy vọng cuối cùng của bà là giữ được mạng sống cho Hứa Lâm. Lúc ra khỏi phòng bệnh, bà tình cờ thấy Hứa Gia Kỳ thong thả bước tới chỗ Trần Luật để trò chuyện. Quả nhiên, cuộc sống của đứa con gái này tốt hơn bà nghĩ. Hứa Gia Kỳ, tại sao cô có thể ở đó mà mỉm cười được chứ? Trở lại phòng bệnh của Hứa Lâm, bà ta lấy con dao gọt hoa quả, giấu sau lưng rồi đi về phía Hứa Sai Kỳ. Mày chết đi! Một nhát dao hạ xuống, người gánh chịu là Trình Huy. Anh đã lao ra đỡ tay cô, không một chút do dự. Ban nãy khi Trần Luật chủ động tới tìm Hứa Sai Kỳ, trong lòng Trình Huy vô cùng khó chịu. Nếu hắn còn nằm yên trên giường bệnh, hắn sẽ mất cô cho mà xem. Không yên tâm để hai người họ có không gian riêng với nhau, Trình Huy đã gắng gượng bước xuống giường, âm thầm theo cô ra ngoài. Trong trang phục của bác sĩ, hắn yên tâm sẽ không bị cô phát hiện. Và những gì đang diễn ra là những gì hắn không ngờ tới. Trình Huy, anh bị điên rồi đấy à? Vội đỡ lấy hắn, Hứa Gia Kỳ không kiềm lòng được mà lên tiếng. Cô chưa từng nghĩ sau ly hôn, hắn có thể vì mình mà làm tất cả, bao gồm cả việc phải hy sinh tính mạng. Hai lần chứng kiến hắn lao ra đỡ cho mình, Hứa Gia Kỳ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Trình Huy, phải làm sao thì em mới hiểu được anh đây? Hắn là người đã giúp đỡ cô vượt qua cú sốc đầu đời trong chuyện tình cảm. Hắn là người luôn ở cạnh cô lúc yếu đuối, mệt mỏi nhất. Hắn là người đã cứu vớt niềm tin của cô và tình yêu sau khi bị Lục Viễn Dương phụ bạc. Và hơn ai hết, hắn từng là chồng, hiện tại là bố của đứa bé trong bụng. Ngay lúc này đây, khi thấy hắn đối diện với sự sống và cái chết, bản thân Hứa Gia Kỳ vô cùng hối hận. Em có sao không? Hứa Gia Kỳ lắc đầu, nước mắt trực trở rơi xuống, khẽ mỉm cười. Trình Huy nói với cô: đừng khóc, anh không sao đâu. Trần Luật đã kéo bà ta tới đồn cảnh sát, giao lại chỗ này cho bác sĩ điều trị. Nhìn Trình Huy mơ màng bước vào phòng cấp cứu, Hứa Gia Kỳ không sao thở được. Có khi nào nếu chuyện đó xảy ra, Hứa Gia Kỳ không còn muốn sống nữa. Cùng lắm thì một nhà ba người bọn họ sẽ đoàn tụ bên nhau. Trong lúc bên ngoài vô cùng hỗn loạn, trong phòng bệnh, ngón tay Hứa Lâm khẽ nhúc nhích. 30 giây sau, đôi mắt cô ta đã mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Dòng ký ức mơ hồ hiện về trong tâm trí. Hứa Lâm cứ vậy mà chảy nước mắt, khẽ đặt tay lên bụng. Cái thay này đến vào lúc cô không mong muốn nhất, nhưng lại ra đi vào lúc cô đặt hết nhiều tâm tư kỳ vọng vào đấy. Có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt cô thì phải. Hứa Lâm, mày có muốn đánh cược lớn một lần trong đời không? Hình ảnh cô nằm trong nhà tắm, bất lực nhìn đứa con còn chưa thành hình đã ra đi, khiến Hứa Lâm chẳng còn tha thiết gì nữa. Tuy nhiên, trước khi chết, cô cần phải đòi lại hết những gì thuộc về mình. Hứa Sai Kỳ, những gì cô đang có đều thuộc về tôi mới đúng. Khẽ cựa mình, Hứa Lâm nghe xương khớp của mình kêu lên răng rắc, biểu hiện của một cơ thể đang trượt dài trên sự yếu đuối, tạm thời không thể đi lại. Hứa Lâm, cô làm sao tìm được Hứa Sai Kỳ đây? Người vừa nhắc, kẻ liền có mặt. Trong lúc chờ Trình Huy tỉnh lại, Hứa Gia Kỳ tìm gặp Hứa Lâm để nói chuyện. Lâm! Hứa Gia Kỳ lên tiếng, gián đoạn dòng suy nghĩ của cô ta. Quay đầu nhìn về phía cô, Hứa Lâm hỏi: chị tới đây làm gì? Không phải em mới là người rõ nhất sao? Hứa Gia Kỳ đến đây không phải để thăm em gái, cô đến đây để đòi lại sự công bằng cho Trình Huy. Mà không, cô đến đây để đòi lại sự công bằng cho chính mình mới đúng. Nếu Trình Huy không đỡ nhát dao đó cho cô, có lẽ Hứa Gia Kỳ cùng đứa bé trong bụng đã chết rồi. Vậy nên trước khi hắn tỉnh lại, cô cần tìm cho bản thân một lời giải thích thỏa đáng. Lê thân mình ngồi dậy, Hứa Lâm dương đôi mắt giáo hoành nhìn người phụ nữ trước mặt. Không lẽ đến bây giờ chị mới định trả thù sao? Đối với cô ta, Hứa Gia Kỳ là một người vô cùng yếu đuối, nếu không muốn nói là nhu nhược. Chỉ cần nhìn lại những gì đã trải qua, người ta sẽ hiểu rõ vì sao Hứa Lâm càng lúc càng lộng quyền như vậy. Hứa Lâm, là mày xúi giục mẹ giết tao đúng không? Giết chị? Hứa Lâm bật cười nhắc lại. Không ít hơn một lần, Hứa Lâm có ý định giết Hứa Sai Kỳ. Do đó, nếu hôm nay cô ta có ý định giết cô, thì bản thân sẽ tự mình ra tay, không cần phải phiền phức đi một vòng lớn như vậy. Hứa Sai Kỳ, chị có dùng não để suy nghĩ không vậy? Nở một nụ cười nhạt, Hứa Lâm khẳng định, giọng nói vô cùng chắc chắn. Nếu tôi muốn, thì giờ chị đã chết rồi. Là vì Trình Huy đã đỡ nhất sao đấy? Hay tin Trình Huy bị thương, chưa biết sống chết ra sao? Hứa Lâm vội lết xuống giường, cầm tay Hứa Sai Kỳ. Anh ấy sao rồi chị? Chị có thể dẫn em đi thăm anh ấy không? Công nhận, Hứa Lâm lật mặt nhanh thật đấy. 10 phút trước còn ghét cô ra mặt, phút sau đã chị em thắm thiết. Có phải cô ta bị điên rồi không? Không cần tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi, cô không xứng gặp anh ấy. Hứa Gia Kỳ hất tay Hứa Lâm ra, khiến cô ta ngã sõng xoài trên sàn nhà. Dù không biết sự thật phía sau, nhưng phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát rồi. Hứa Gia Kỳ, chị đứng lại đó cho tôi. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Hứa Lâm, nhốt cô trong khoảng không chật hẹp của 4 bức tường. Tính mạng của Trình Huy sao rồi? Nếu hắn chết, sự cố gắng bao lâu nay của cô coi như thành công cốc hết. Dừng chân trước phòng cấp cứu, Hứa Gia Kỳ dương mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh không buông. Có vẻ vết thương không sâu lắm. Tại sao Trình Huy vẫn chưa phẫu thuật xong? Ngồi xuống băng ghế trải dài, Hứa Gia Kỳ thở ra một hơi dài thườn thượt. 5 tiếng 300 phút trôi qua, cô cứ trong trạng thái hồi hộp, chờ đợi các bác sĩ điều trị mở cửa đi ra. Đến lúc đấy, cô sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Trình Huy, anh nhất định phải bình an vô sự. Trước khi lao ra đỡ cho cô nhát dao đấy, Trình Huy đã tự nhủ với lòng rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, từ nay về sau, ngàn lần vạn lần không muốn nhường em cho bất kỳ ai. Hứa Sai Kỳ, anh biết sai rồi, anh đang trả giá đây. Hứa Sai Kỳ, nếu lỡ anh chết đi, em có thể sống hạnh phúc không? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu Hứa Sai Kỳ, cho tới khi cô giật mình tỉnh giấc. Trước mặt cô, trên những viên gạch ngả màu, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Cánh cửa bật mở, bác sĩ điều trị uể oải bước ra, tháo khẩu trang xuống, nhìn Hứa Sai Kỳ. Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình, Kết quả là bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên trong thời gian tới, cậu ấy phải hạn chế di chuyển. Cảm ơn bác sĩ. Hứa Gia Kỳ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là bà ta thực hiện xong điều đó trong bệnh viện. Nếu ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đấy, chắc sẽ cam go hơn nhiều. Cô thật tình không dám nghĩ tới điều đấy. Bác sĩ điều trị trở lại phòng bệnh. Hứa Gia Kỳ cũng mở cửa đi vào phòng bệnh. Lúc này, ở trên giường là một người mang đồ bệnh nhân, khác xa với hình ảnh CEO mà cô thường thấy. Có lẽ vì vậy mà hắn trong mắt cô dễ chịu hơn một chút. Một lúc sau, Trình Huy lờ mờ mở mắt. Ngay lập tức, hắn thu hình ảnh của cô vào trong tầm mắt. Gia Kỳ, anh có cần tôi giúp gì sao? Hiện tại, việc hắn bị thương ngoài cô, Hứa Lâm và một vài người khác ở bệnh viện thì không còn ai biết nữa. Như mọi khi, cô quyết định giấu giếm chuyện này của Trình Huy với gia đình. Đợi khi sức khỏe của hắn khá hơn, cô mới có thể suy tính được. Mẹ em, bà ấy... Lúc nhận ra bà ta có dấu hiệu mờ ám, hắn cẩn thận quan sát, không nằm ngoài dự đoán. Hành động chớp nhoáng ấy khiến bất kỳ ai ở đấy cũng cảm thấy bàng hoàng. Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Hành động đó càng khiến Trình Huy thêm hoài nghi về mối quan hệ của hai người. Quả thật so với Hứa Lâm, tình yêu thương của bà dành cho Hứa Sai Kỳ chẳng đáng là bao. Trong lúc cô liên tục gửi tiền về chăm sóc mẹ và em gái, thì hai người họ chẳng những không biết ơn, mà còn sinh ra lòng hận thù căm ghét. Rốt cuộc là vì đâu nên nỗi này? Trình Huy không biết và cũng chưa từng đề cập với Hứa Gia Kỳ về vấn đề này. Nếu mình trực tiếp hỏi, liệu cô ấy có trả lời không? Khi hai người còn là vợ chồng, hắn tuyệt nhiên ít quan tâm đến chuyện gia đình của vợ. Hắn cứ nghĩ cần gì thì gửi tiền là xong, mọi vấn đề sẽ được giải đáp. Ai ngờ khi hắn lâm vào hoàn cảnh tương tự, bản thân Trình Huy mới thấy mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Huống hồ gì bây giờ đã ly hôn, hắn lấy tư cách gì để đặt câu hỏi cho cô đây? Sự tò mò ư? Không thể được. Thanh tra Trần đã đưa bà ấy về sở cảnh sát rồi, cô thông báo. Trên giường, Trình Huy im lặng một lúc rồi hỏi: Em và con vẫn ổn đúng không? Cô gật đầu. Người ta nói phụ nữ dễ mềm lòng hay quên. Hứa Gia Kỳ thì khác. Cô phân biệt rõ chuyện cũ, chuyện mới và những chuyện có khả năng xảy ra trong tương lai. Trình Huy cứu cô, đó là sự thật. Trình Huy cần được chăm sóc, cô cũng không phản đối. Tuy nhiên, việc có về lại chung một nhà với Trình Huy hay không thì chưa biết. Bởi lẽ cô còn rất nhiều vướng mắc ở trong lòng. Hiện tại, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho đứa con trong bụng. Ngoài ra không thể suy tính thêm chuyện khác. Ừ, Trình Huy khẽ gật đầu, thở ra một hơi dài thườn thượt. Trong căn phòng này, chỉ có cô và hắn, mọi thứ diễn ra thật gượng gạo. Im lặng để bản thân bình tâm lại một chút, Hứa Gia Kỳ hỏi hắn: Anh có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho. Vậy cháo thịt bằm đi. Đã lâu rồi, Hứa Gia Kỳ không còn giữ thói quen nấu ăn thường xuyên nữa. Thỉnh thoảng có dịp, cô mới trổ tài một lần, hương vị món ăn mỗi lúc một khác, do đó cô vô cùng e ngại. Vậy đợi tôi. Hứa Gia Kỳ ra ngoài, định xuống căng tin của bệnh viện mua, rồi đem lên cho hắn. Tuy nhiên khi cô định lấy tiền mua, thì ngửi được mùi vị lạ của nó nên cô từ bỏ ý định. Có lẽ phải về nhà nấu thôi. Ghé sang phòng bác sĩ điều trị cho Trình Huy, Hứa Gia Kỳ lên tiếng nhờ vả rồi mới đón xe trở về nhà. Cùng lúc đấy, trong phòng thẩm vấn, Trần Luật dường như sắp hết kiên nhẫn với bà ta. Vì sao ba lại muốn hành hung Hứa Gia Kỳ? Có uẩn khúc nào sau chuyện này không? Câu hỏi này đã lặp lại đến lần thứ 3 rồi. Lần này, nếu bà ta vẫn kiên quyết im lặng, e là anh cần phải xin chỉ thị của cấp trên. Rõ ràng, bà ta cố ý gây thương tích cho người khác. Vậy mà, chỉ di chuyển một đoạn đường ngắn, bà Hứa dường như đã xóa sạch đoạn ký ức không tốt đó rồi. Từ lúc bước vào sở cảnh sát, bà ta tuyệt nhiên không nói một lời nào, quyết giữ im lặng từ đầu đến cuối. Với phía cảnh sát mà nói, đây là chuyện vô cùng phức tạp. Kẻ phạm tội có quyền giữ im lặng, và khi người ta sử dụng quyền này, cơ quan chức năng sẽ khó mà lấy biên bản lời khai, đưa vụ án vào quá trình xét xử. Trần Luật không biết ai đã chỉ cho bà ta cách này, nhưng xem ra nó đang phát huy hiệu quả khá tốt. Bà nhất định vẫn không nói sao? Đáp lại câu hỏi của anh là vẻ mặt kinh kiệu của bà ta. Im lặng là vì biết trước hậu quả khi nói ra, hay vì bản thân không muốn trò chuyện với ai? Đây vẫn là một bí mật chưa có lời giải đáp. Bao giờ tôi mới được thả ra đây? Bà Hứa ngây thơ hỏi. Trần Luật nhìn bà ta, vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị trên khuôn mặt mình. Thả đi đâu? Một người có ý định xâm hại đến tính mạng của người khác mà lại muốn được pháp luật khoan hồng ư? Thật nực cười. Đây là sở cảnh sát chứ không phải cái chợ, nơi con người ta có thể tự do mặc cả. Không phải đủ 24 giờ mà cảnh sát không thể chứng minh tôi có động cơ giết người thì phải nhanh chóng phóng thích bị can sao? Bà Hứa mở to mắt nhìn vị thanh tra, cố gắng tìm câu trả lời. Đáp lại câu hỏi của bà ta, Trần Luật chỉ nói mỗi một câu: Phiền bà đợi cho một chút. Trần Luật mở cửa, ra khỏi phòng thẩm vấn, thoát khỏi không gian chật hẹp. Anh thấy thoải mái hơn một chút. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, anh đã đặt cho bà ta rất nhiều câu hỏi, nhưng lại chẳng thu được một kết quả nào xứng đáng. Với tình hình này, e là tiến độ của vụ án sẽ bị kéo dài. Bà ta có tiết lộ điều gì đặc biệt không anh? Trần Luật im lặng lắc đầu. Hiện tại anh cần ngủ một giấc cho tỉnh táo trước khi trở lại với công việc. Hay tin Trình Huy bị nặng, Hứa Lâm ngồi xe lăn đến thăm hắn. Tuy nhiên, ngoài một căn phòng trống trải, cô ta không thấy thêm thứ gì khác. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Hứa Lâm vẫn ở đấy, vẫn kiên trì đợi thêm 1 tiếng rồi bỏ đi trong thất vọng. Giờ khỏi bệnh viện về nhà, Hứa Gia Kỳ có ghé sang quán cà phê để nói chuyện với Lâm. Trong thời gian cô nghỉ phép, mọi chuyện đều do một mình cô bé gánh vác. Nghĩ lại, Hứa Gia Kỳ có chút áy náy. Lam, ngồi đối diện với Hứa Gia Kỳ, Lam tò mò hỏi: Chị đã giải quyết xong chuyện gia đình chưa? Tạm ổn rồi em ạ. Sức khỏe của Trình Huy tạm ổn, điều đó khiến cô yên tâm hơn. Cũng may vết thương không sâu, hắn có thể tự vệ sinh cá nhân mà không cần đến sự trợ giúp của cô. Giờ nghĩ lại, cô vẫn còn cảm thấy rùng mình. Bỗng nhiên điện thoại trong túi áo đổ chuông, cắt ngang mạch nói chuyện của cô. Đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc truyền đến: Gia Kỳ, chúng ta gặp nhau một chút được không? Phiến Dương, 1 tháng vừa qua, cô và Lục Viễn Dương không liên lạc với nhau. Khi Lâm Quân Dao thông báo rằng hai người họ sẽ kết hôn, bản thân Hứa Gia Kỳ nhận ra tình cảm mà bản thân cô dành cho hắn đã kết thúc. Vậy cũng tốt, không lưu luyến, không có đau khổ. Em đang ở đâu vậy? Ở chỗ làm. Cho anh địa chỉ đi, anh sẽ đến đó. Vậy phiền anh. Cô sẵn sàng rồi, giờ là lúc phải rạch ròi mọi thứ. Sau khi nghe cuộc điện thoại của Lục Viễn Dương, Hứa Gia Kỳ nói với Lam. Lam, em có thể giúp chị một chuyện được không? Chuyện gì ạ? Lam ngây thơ hỏi lại. Tối hôm qua, Hứa Gia Kỳ đã suy nghĩ rất kỹ mới đi tới một quyết định. Quyết định này sẽ giúp cho hai mẹ con cô được an toàn, đồng thời góp phần loại bỏ Hứa Lâm ra khỏi cuộc chơi này. Chỉ một thời gian nữa, chị sẽ sinh em bé. Đến lúc đó, em có thể ở bên cạnh chị 24/24 không? Với bản tính hơn thua của Hứa Lâm, cô tin chắc cô ta sẽ động thủ. Mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lo lắng cho tương lai của chính mình. Vốn dĩ, cô đã có thể sống một cuộc đời tự do tự tại, nhưng cô lại mang thai ngay sau khi ly hôn. Không ai bên cạnh, Hứa Gia Kỳ phải học cách đề phòng. Để làm gì ạ? Em sợ mình không thích Huy được. Làm không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt mình. Đề phòng, phòng có người muốn hại chị. Khi Hứa Gia Kỳ úp mở như vậy, Lam liền nghĩ tới khuôn mặt của Hứa Lâm. Cô ta đúng là một con cáo già, sẵn sàng nhào tới nuốt chửng con mồi mà mình đang để ý. Vâng, em sẽ giúp chị. Rất nhanh chóng, Lam nhận lời. Hứa Gia Kỳ nghe vậy, thấy yên tâm phần nào, vội vàng đứng dậy, đón tiếp một người bạn của cô ở thành phố B chuyển tới. Không ai khác, đó chính là Lục Viễn Dương. Lần trước, vì chuyến bay gặp sự cố mà anh không thể cất cánh, đợi thêm vài tiếng, Lục Viễn Dương thấy mình còn thời gian nên quyết định đi tìm Hứa Gia Kỳ, hy vọng cô có thể chấp nhận ý nghĩ hoang đường của anh. Vừa gặp, Lục Viễn Dương đã ngỏ lời. Gia Kỳ, em cũng muốn đi cùng anh không? Lục Viễn Dương, anh đang nói gì vậy? Đột nhiên anh đến tìm cô, rồi lại đột nhiên đề nghị cô đi theo mình. Lục Viễn Dương, anh vẫn tưởng cô là người con gái ngây thơ của mấy năm trước. Con người ai cũng thế, ai cũng có lúc phải thay đổi, và Hứa Gia Kỳ cô cũng không ngoại lệ. Đi, đi với anh đi. Lục Viễn Dương ngang nhiên cầm tay cô kéo ra ngoài. Lục Viễn Dương, anh tỉnh ngủ chưa vậy? Không hề do dự, Hứa Gia Kỳ thẳng tay tặng cho anh ta một bạt tay. Với cô, chuyện tình cảm với Lục Viễn Dương đã kết thúc lâu rồi. Một khi chẳng có liên quan gì tới nhau nữa, tại sao anh vẫn cố chấp không buông tay? Gia Kỳ, em... Vừa nhìn cô, anh vừa đưa tay lên mặt, cảm nhận được hơi nóng bỏng rát của 5 ngón tay còn in lại trên đấy. Tôi làm sao? Anh chỉ muốn đi cùng em thôi. Nhưng tôi không muốn. Từ sâu trong lòng mình, Hứa Gia Kỳ đã chủ động gạt bỏ sự tồn tại của Lục Viễn Dương ra khỏi cuộc sống của mình lâu rồi. Những gì thuộc về quá khứ, tốt nhất nên để trong quá khứ. Bần thần một lúc, Lục Viễn Dương gật đầu lững thững rời đi. Hứa Gia Kỳ, đến cuối cùng, người em yêu chỉ có hắn thôi. Dù đã sớm biết kết quả, nhưng sao hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng. Cổ họng nghẹn đắng, toàn thân đang từ từ nóng dần lên. Rời khỏi quán cà phê, Hứa Gia Kỳ về nhà chuẩn bị đồ ăn tối cho Trình Huy. Lúc này, hắn đang ở trong bệnh viện, có khi đang gào thét tên cô cũng nên. Bên ngoài bệnh viện, Trình Huy ngồi ở băng ghế trước sân, mắt cứ dõi theo, trông về phía cửa. Mong cô xuất hiện, ấy vậy mà hơn 30 phút trôi qua, hắn vẫn chưa thấy gì. Có khi nào cô ấy gặp chuyện gì không nhỉ? Nghĩ là làm, Trình Huy lập tức gọi điện cho Hứa Gia Kỳ, muốn cô tự mình xác nhận sự an toàn của bản thân. Trình Huy, anh gọi cho tôi làm gì? Trong lúc điện thoại của hắn đang kết nối, thì cô đã đứng sát ngay bên cạnh. Tôi sợ em có chuyện. Viển vông, tôi thì gặp phải chuyện gì được chứ? Dứt lời, cô lướt qua người hắn, trở lại phòng bệnh. Thấy vậy, Trình Huy cũng vội vàng ngồi xe lăn đi theo sau. Hứa Gia Kỳ đi trước, Trình Huy lẹo đẹo theo sau, khoảng cách giữa hai người ngày một xa dần. Cô không thèm ngó ngàng gì tới hành động của hắn, vô cùng tuyệt tình và dứt khoát. Nếu hắn còn không tìm ra được cách gì khác, liệu rằng cô có bỏ đi thật ra không? Khi xa nhau rồi, Trình Huy mới nhận ra Hứa Gia Kỳ quan trọng với hắn đến mức nào. Cánh cửa bật mở, Hứa Gia Kỳ đi vào, để tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh mình. Kế đó, cô nhìn khắp căn phòng một lượt, cảm giác mọi thứ hơi khác so với căn phòng cô thuê ở bên cạnh. Gia Kỳ, rất nhanh chóng, Trình Huy đã đuổi kịp tới đây. Trở lại với vai trò là một bệnh nhân, Trình Huy bắt đầu tìm cách thu hút sự chú ý của cô. Bây giờ có thể ăn được chưa? Anh đói. Đợi một chút. Hứa Gia Kỳ đổ cháo ra tô, bừng tới trước mặt hắn. Ăn đi. Anh không tự ăn được. Hứa Gia Kỳ thở ra một hơi, tiến lại gần rồi bưng tô cháo lên đút cho hắn ăn. Sao anh lại cười? Không có gì. Cứ đổ dở hơi nhà anh. Nghe vậy hắn bật cười. Trong lúc Hứa Gia Kỳ và Trình Huy đang có cơ hội làm lành thì ở một chỗ khác, một đôi nam nữ đang bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Đặt tay lên nắm cửa, cô bước vào trong, nhìn căn phòng có vẻ trống trải. Lâm Quân Dao tự nhủ, anh ta không sắm sửa gì hết sao? Buông một câu hỏi vu vơ, Lâm Quân Dao bắt đầu sắp xếp quần áo của mình vào tủ. Giây phút cánh cửa mở ra, Lâm Quân Dao như chết lặng. Tại sao? Trước mặt Lâm Quân Dao, một đống báo cũ đổ ào xuống khiến cô không kịp trở tay. Theo phản xạ, Lâm Quân Dao đưa tay ra đỡ rồi lùi về sau vài bước. Chỗ báo này từ đâu ra không biết. Lâm Quân Dao cảm giảm khi áo quần của mình đã dính bụi, chân tay cô dơ bẩn hết cả rồi. Khi đống báo nằm dưới đất, Lâm Quân Dao liền quay mặt sang chỗ khác, ho lên sặc sủa. Chết tiệt thật đấy. Lúc này, ánh mắt của Lâm Quân Dao dừng lại ở dòng chữ đã mờ. Cô ta đọc tiêu đề lên thành từng tiếng. Cái chết, không rõ kẻ sát hại là ai. Ngồi xuống nền nhà, cô dùng mấy ngón tay cầm tờ báo lên, đọc chăm chú. Những thông tin này vừa đi vào đầu, trước mắt cô, khuôn mặt của Lục Viễn Dương liền hiện ra. Lục Viễn Dương, hóa ra anh chính là... Bí ẩn đằng sau vụ án đấy, ngoài gia đình nhà họ Trình ra, thì chắc chỉ có cô là biết rõ nhất. Nằm trong tay thêm một điểm yếu của Lục Viễn Dương, Lâm Quân Dao càng tự tin hơn về những gì mình đang làm, dễ dàng xoay chuyển nhà họ Lục theo cách mà bản thân mong muốn. Lục Viễn Dương, anh cứ chờ xem, tôi sẽ khiến anh trở nên ngoan ngoãn, nghe lời hơn. Dẫu biết rõ, người anh thích là Hứa Gia Kỳ, dành cả thanh xuân để yêu chọn người con gái ấy. Tuy nhiên, Lâm Quân Dao vẫn cố chấp ràng buộc anh bên mình, bởi vì chỉ có Lục Viễn Dương trong tay, gia tài của nhà họ Lục mới thuộc về tay cô. Sau khi dọn dẹp lại căn phòng, Lâm Quân Dao đi tắm, đợi Lục Viễn Dương trở về, nói cho anh ta biết những gì cô muốn, thử tưởng tượng mà xem. Sắc mặt của anh ta khi đó chắc hẳn sẽ trông rất khó coi. Đợi đến tối, Lâm Quân Dao vẫn chưa thấy Lục Viễn Dương về. Dù rằng hai người chưa kết hôn, nhưng Lâm Quân Dao được ông bà Trình cho chuyển tới đây ở, không yên tâm để con dâu của mình lang thang bên ngoài. Bố mẹ Lâm Quân Dao chưa về nước, họ có trách nhiệm chăm sóc cô. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng. Lâm Quân Dao tức giận cúp máy ngang. Sau 3 lần không gọi được cho Lục Viễn Dương, Lâm Quân Dao bắt đầu lo lắng. Trong phòng anh, cô đi lại lại, đưa ngón tay lên môi cắn, trầm tư suy nghĩ. Có khi nào anh ta đi tìm người phụ nữ khác rồi không? Càng nghĩ, Lâm Quân Dao lại càng không yên tâm. Do đó, cô ta thay đồ ra khỏi nhà, quyết định lôi đầu Lục Viễn Dương trở về. Vì đêm đã khuya nên cô ta đi thật rón rén, cố gắng không phát ra tiếng động. Giả sử không tìm được anh, cô cũng không định về nhà trong đêm nay. Hiếm khi được tự do, Lâm Quân Dao cho phép bản thân buông thả một chút. Nếu anh ta đã không thể giữ mình thì tại sao tôi phải giữ? Đón một chiếc taxi, Lâm Quân Dao ghé qua mấy quầy bar nổi tiếng trong thành phố để truy tìm tung tích của Lục Viễn Dương. Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ đi tới đi lui, cô ta quyết định bỏ cuộc. Anh chết đâu thì chết đi. Trước khi lên xe taxi, Lâm Quân Dao nhắc thấy bóng người quen thuộc đi vào quán cà phê, do đó cô ta đuổi theo. Khi đặt chân vào đó, nhìn quanh một lượt, cô ta nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia, Hứa Sai Kỳ. Ban đầu, cô có nghĩ đến chuyện Lục Viễn Dương đã tìm Hứa Sai Kỳ. Tuy nhiên khi gặp ở đây, ý nghĩ đó đã biến mất. Điều kỳ lạ là tại sao Hứa Sai Kỳ lại trở thành nhân viên phục vụ, trong khi cô ta thử sức để có một cuộc sống tốt hơn. Nghe có tiếng gọi, Hứa Sai Kỳ quay đầu lại nhìn, đôi mắt hơi cụp xuống. Người biết đến nơi cô làm việc càng lúc càng nhiều. Liệu cô có thể sống yên bình thêm bao nhiêu lâu nữa đây? Đột nhiên, cô nảy sinh ý định rời khỏi thành phố A, tự do bay nhảy đến những chân trời mới. Lâm Quân Dao, cô lại muốn làm gì nữa đây? Hứa Gia Kỳ đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đối phó với cô ta. Đương nhiên, dù cô ta có làm gì, cũng không thể làm ngay tại đây được. Cô đừng hiểu lầm, tôi đến đây vì sự trùng hợp thôi. Lâm Quân Dao nói thật lòng, nhưng có vẻ lời nói này không đủ khiến Hứa Gia Kỳ tin tưởng. Suy cho cùng, bản thân hai người họ đều là nạn nhân trong hôn nhân. Nếu như Hứa Gia Kỳ đang hạnh phúc, lợi chân bước hụt để rồi tan vỡ, thì Lâm Quân Dao là trường hợp ngược lại. Cô không hạnh phúc, cô từ dưới vũng bùn ngoi lên, cố gắng bám lấy cái gọi là hôn nhân kiểu mẫu mà mọi người vẫn thường mơ ước. Vậy à, ngày hôm nay, cho dù là cô có ý định gì với tôi và đứa bé trong bụng hay không, chắc chắn cô vẫn không thể làm gì được. Bởi vì trước khi tiến lại gần Lâm Quân Dao, Hứa Gia Kỳ đã thủ sẵn một thứ trong người, đó là... Hứa Gia Kỳ vừa đi được vài bước, sắc mặt Lâm Quân Dao đã tối sầm lại. Trước mặt cô ta là một thứ vô cùng quen thuộc, một thứ chỉ có Lục Viễn Dương mới có. Khoan đã! Lâm Quân Dao cúi xuống, đưa tay nhặt lấy cái bật lửa màu xanh đậm lên. Nó bị người ta đá sang góc trên bàn, bình thường khó mà nhìn thấy được. Cô ta đã vô tình thấy Lục Viễn Dương dùng nó để hút thuốc. Ký ức vẫn còn sâu đậm trong tâm trí. Hứa Gia Kỳ biết rằng sự có mặt của Lâm Quân Dao ở đây chẳng phải điều gì tốt đẹp cả. Do đó, khi cô ta có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm một chút nữa, Hứa Gia Kỳ cũng không thấy ngạc nhiên. Còn gì muốn căn dặn tôi sao? Cô tiến lại gần Lâm Quân Dao, bước chân vô cùng chậm rãi và chắc chắn. Lục Viễn Dương đâu rồi? Lâm Quân Dao tin vào trí nhớ của mình, vì vậy cô chẳng cần hỏi thêm mấy câu thừa thãi, cứ vậy mà mặc định luôn kết quả. Hắn đến đây tìm Hứa Gia Kỳ, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói. Vậy bây giờ hắn đâu rồi? Đó là điều mà cô muốn biết. Tôi không rõ. Hứa Gia Kỳ trả lời vô cùng ngắn gọn. Mấy tiếng trước cô có thể biết đích xác anh ta ở đâu mà nói với Lâm Quân Dao, giờ thì khác rồi. Sau khi từ chối lời đề nghị của hắn, bản thân cô đã gạt bỏ hết mọi thứ ở lại phía sau lưng. Vẫn câu nói cũ. Cả đời này em hy vọng không gặp lại anh nữa. Hứa Gia Kỳ, cô giấu anh ấy ở đâu rồi? Nghe Lâm Quân Dao hỏi, Hứa Gia Kỳ chỉ biết cười trừ. Cô đang mang thai, không tiện đứng lâu, rồi kéo ghế ngồi xuống, rồi cùng cô ta thủ thỉ tâm tình. Cô bị điếc đấy à? Tôi không biết và cũng không quan tâm anh ta ở đâu làm gì. Vậy cô biết cái này không? Lâm Quân Dao đưa chiếc bật lửa trong tay, muốn Hứa Gia Kỳ xác nhận. Vừa nhìn, cô đã nhận ra ngay chủ nhân của nó. Quả thật, đó là đồ của Lục Viễn Dương. Hơn nữa, còn do đích thân cô tặng nhân dịp sinh nhật thứ 19 của anh. Đó là một cái bật lửa cũ, màu xanh đậm. Hứa Gia Kỳ mua nó trong một chuyến đi tham dự cuộc thi sáng tạo ở nước ngoài. Có thể đó không phải là thứ đắt nhất, đẹp nhất, nhưng Lục Viễn Dương chưa từng để nó rời khỏi người mình. Thế mà hôm nay, ngay tại chỗ này, anh ta vũ phàng vứt bỏ cái gọi là quá khứ tươi đẹp. Cũng tốt, một khi đã không còn cơ hội trở về, dứt khoát một lần chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Biết thì sao? Tôi nhớ cái này cũng không phải thứ gì hiếm, ai muốn sưu tập mà chẳng có. Vậy hai chữ DK này thì sao? Cô nghĩ nó tượng trưng cho điều gì? Tình yêu của hai người. Tuy vậy, Hứa Gia Kỳ không biết chính xác nó được khắc lên từ đó khi nào. Lười đôi co với Lâm Quân Dao, Hứa Gia Kỳ đứng dậy buông lời lạnh lùng. Quán sắp đóng cửa rồi, mời cô về cho. Nếu cô muốn tìm người mất tích thì sau 24 giờ liên hệ với cảnh sát, vậy nhá. Không làm gì được Hứa Gia Kỳ, Lâm Quân Dao nảy ra một suy nghĩ. Đồ còn ở đây thì chắc chắn người vẫn chưa đi xa. Họ không nói thì cô cần tự thân vận động vậy. Về tới nhà, Hứa Gia Kỳ nhận được điện thoại của Trình Huy. Alo, tôi nghe đây. Em đang ở đâu vậy? Anh... Có gì thì nói đi, không tôi tắt máy đấy. Anh đói mà, em có thể tới đây một chút không? Mình ăn tối cùng nhau. Thở dài một hơi thườn thượt, Hứa Gia Kỳ bảo. Tôi không đói, cũng không muốn ăn. Nếu anh đói thì đợi chút, tôi đem đồ ăn tới cho. Thông báo xong, Hứa Gia Kỳ cúp máy. Hắn vì cô mà bị thương, vì cô mà nằm viện, chẳng có lý do gì để cô bỏ mặc hắn. Đồ ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị, hắn tuyệt nhiên không sao nuốt nổi. Dù trợ lý đã mấy lần ngỏ lời muốn mua đồ ăn ở nhà hàng cao cấp đem đến, nhưng Trình Huy liền gạt phát đi. Không cần cậu lo. Phải, hắn không cần trợ lý nâng khăn rửa túi. Người hắn cần là Hứa Gia Kỳ. Cô đang mang thai con của hắn. Hắn gặp cô đương nhiên cũng có thể gần con mình thêm một chút. Cô ấy đến chưa? Anh mới gọi cho thiếu phu nhân được 10 phút thôi. Con người chứ không phải tàu hỏa mà có thể phóng nhanh đến vậy. Trợ lý trả lời, không quên nói kháy anh. Trình Huy không đợi được nữa. Hắn yêu cầu trợ lý lái xe đi rước Hứa Gia Kỳ. Nhiều khi hắn chợt quên mất rằng cô đang mang thai. Cử chỉ, hành động phải thật sự cẩn thận. Có nên thuê người giúp việc không? Có nên hỏi ý kiến bác sĩ không? Nghĩ là làm. Dưới sự giúp đỡ của điều dưỡng bệnh viện, Trình Huy tìm gặp bác sĩ phụ sản mà mình từng quen biết. Hơn một năm trước, hắn đã có dịp nói chuyện rồi. Bây giờ trao đổi thêm cũng không thành vấn đề gì. Đặc biệt, Điều hắn muốn lưu tâm là cái thai trong bụng cô. Mời vào. Sau khi nghe thấy có người gõ cửa, người bên ngoài lập tức lên tiếng. Ngồi trước màn hình máy tính, anh ta trông rất vui vẻ, còn nghêu ngao hát vài câu. Lâu quá không gặp. Vừa nhìn thấy Trình Huy, mặt anh ta tối sầm lại, vội vã quỳ xuống. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy đâu. Mọi chuyện đều do cô ta. Phải là cô ta làm hết. Tôi chỉ là nạn nhân thôi. Cô ta là ai? Cô ta đã làm gì? Vì sao mới gặp mặt hắn thì anh đã sợ hãi đến vậy? Trình Huy im lặng một lúc, thuận theo tình hình mà bắt anh ta khai nhận mọi chuyện. Hiện tại hắn vẫn chưa rõ nguồn cơn như thế nào, nhưng xem chuyện này có ảnh hưởng tới hắn, thậm chí là tới việc mà hắn đang làm, theo đuổi lại vợ cũ. Đứng dậy đi. Tôi không dám. Tên bác sĩ nhát cái vẫn muốn khom lưng cúi gối trên sàn nhà. Nói đi, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi nói đây. Rất nhanh chóng, anh ta đã kể lại mọi chuyện, thậm chí còn sợ bản thân kể thiếu. Từ chuyện Hứa Lâm đến tìm mình, từ chuyện cô ta chi bao nhiêu cho anh, kể cả việc đánh lạc hướng Trình Huy. Nghe đến đây, Trình Huy không kiềm chế được cơn giận trong lòng mình, thẳng tay ném gạt tàn thuốc xuống đất vỡ tan tành. Khi âm thanh chát chúa vang lên, cũng là lúc Hứa Sai Kỳ đến bệnh viện. Nếu hắn còn ở đây thêm một giây phút nào nữa, thì hắn tin rằng mình có thể giết người mất. Hắn lớn tiếng ra lệnh, tên bác sĩ hèn nhát cũng ba chân bốn cẳng mở cửa chạy ra ngoài. Chẳng biết có tha cho mình hay không, chuồn trước tính cái đã. Hứa Gia Kỳ vào phòng bệnh, nhưng không thấy Trình Huy đâu. Nhìn khắp căn phòng một lượt, bao gồm cả nhà vệ sinh đang mở, Hứa Gia Kỳ cảm giác hắn vừa đi cách đây không lâu. Trình Huy đi đâu rồi? Miệng thì bảo đói, xem ra tay chân vẫn còn linh hoạt lắm. Trình Huy, anh chán sống rồi sao? Vừa nghĩ vừa cảm giảm, Hứa Gia Kỳ khó chịu ra mặt. Kỳ Kỳ, giọng nói yếu ớt của hắn vang lên, cô khẽ giật mình. Hứa Gia Kỳ quay lại, Trình Huy đã rơm rớm nước mắt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân tệ hại đến vậy. Vì hắn mà mọi chuyện mới xảy ra nông nỗi này. Trải qua một chặng đường dài, hắn nhận ra bản thân mình chính là nguyên nhân của sự đổ vỡ. Đã vậy thì... Anh bị đau ở đâu à? Nhìn hắn khóc như một đứa trẻ, Hứa Gia Kỳ trở nên bối rối. Bỏ qua những suy nghĩ mơ hồ, Hứa Gia Kỳ tiến lại gần ôm lấy hắn. Trình Huy, tôi... Trong khoảnh khắc, cả hai cùng nhớ về những ngày tháng ở bên nhau. Khi yêu, ai chẳng mong hạnh phúc. Rõ ràng, ai cũng thấy họ rất hạnh phúc. Thế mà 3 năm trôi qua, hạnh phúc đó đã chẳng còn nằm trong tay của ai nữa. Đến cuối cùng, Hứa Sai Kỳ tự hỏi, là cô sai hay hắn sai? Hoặc cũng có thể cả hai cùng sai. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, Trình Huy gục đầu vào người Hứa Sai Kỳ, cứ vậy mà khóc nấc lên từng hồi. Hứa Sai Kỳ chỉ im lặng, đứng đó là điểm tựa cho hắn. Trình Huy, anh khóc ít thôi, ướt con của chúng ta rồi. Vậy em có tha thứ cho anh không? Dương đôi mắt còn ngấn lệ, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Hắn biết những chuyện mình làm sai, không xứng đáng được tha thứ. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là nạn nhân của Hứa Lâm mà thôi. Giả sử nếu cô ta không đứng sau thao túng giật dây, liệu Trình Huy có nghĩ cách để bỏ đứa con chưa chào đời của mình? Dù vậy, hắn còn chưa ra tay thì Hứa Lâm đã đi trước một bước. Từ đầu đến cuối, người tàn nhẫn nhất vẫn là cô ta. Sở dĩ Trình Huy suýt chút nữa lên giường với Lâm Quân Dao vì cô ta đã lợi dụng lúc hắn không để ý mà cho thuốc kích dục và đồ uống, khiến Trình Huy không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. May sao mọi thứ chỉ dừng lại ở những nụ hôn không cảm xúc. Ban đầu, hắn tưởng mình đã hại chết đứa bé trong bụng nên vô cùng dằn vặt đau khổ. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, cuối cùng hắn đã đi đến một quyết định liều lĩnh. Anh không còn mặt mũi nào đối diện với em nữa. Anh tệ lắm. Vậy thì xa anh mới là sự lựa chọn tốt nhất cho em. Những gì hắn nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Gián tiếp làm mất đứa con đầu tiên, hắn hy vọng lần này hai người có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn. Trong một căn nhà nhỏ, một nhà 3 người sống vui vẻ bên nhau. Mẹ nấu cơm, bố chơi với con. Đó là những gì đã lâu nằm sâu trong ký ức của hắn. Thêm vài tháng nữa, hắn được làm bố rồi. Khi được bế con trên tay, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Hắn vừa nghĩ vừa cười như một thằng ngốc, khiến Hứa Sai Kỳ chợt tỉnh. Lâu lắm rồi mới trông lại bộ dạng này của hắn. Hứa Sai Kỳ có cảm giác như được trở về với những tháng ngày xưa cũ. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, Hứa Lâm nằm trên giường mê man ngủ. Đến giữa đêm, toàn thân cô lạnh toát. Hứa Lâm không mở mắt, cô ta cứ vậy mà đưa tay sờ soạng xung quanh. Định hình rõ trong đầu là cái mền, mà khi tay cô chạm vào một vật gì đó, khóe môi vô thức mỉm cười. Hứa Lâm đưa lên đắp ngang người. Một phút trôi qua, cảm giác lạnh lẽo vẫn bám lấy cơ thể cô không buông. Lạ quá, mình đắp chăn rồi mà, tại sao lại... Cảm giác có thứ gì đó không ổn. Hứa Lâm từ từ mở mắt. Kết quả trước mặt cô là gương mặt nhăn nhó, xấu xí của... Hứa Lâm hét lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người đến đây. Tuy vậy, thanh âm dường như không thể thoát ra khỏi cổ họng. Cô ta chỉ ứ ớ được vài tiếng trong cổ họng mà thôi. Cô, mau trả lại tính mạng cho tôi. Tôi... Không cho Hứa Lâm có cơ hội giải thích, bà ta đưa tay bóp lấy cổ cô, càng lúc càng siết chặt hơn. Cho mày chết đi. Ở trên giường, Hứa Lâm không sao ngọ nguậy được. Hai chân từ từ cong lên, cơ thể khó khăn lắm mới di chuyển được một chút. Dừng xe. Hai tay ôm đầu, Hứa Lâm hét lớn khiến gã giật mình vội bóp thắng. Xe vừa dừng lại, Hứa Lâm đã mở cửa đi xuống, vội chạy nhanh đến gốc cây bên đường. Cô ta nôn thốc nôn tháo vì nhớ tới gương mặt đáng sợ của bà ta. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này, lúc Hứa Lâm đang thực hiện kế hoạch cuối cùng trong trò chơi này. Hứa Lâm, cô có sao không? Một tay vịn vào tường, một tay phẩy phẩy, Hứa Lâm thở nặng nhọc. Vậy thì tốt. Kế đó, gã đứng bên đường, lôi điếu thuốc ra hút. Trong hoàn cảnh này, người ta thường lầm tưởng gã thích cô ta. Đúng, gã thích tiền của cô ta. Còn cô ta có sống hay chết, gã cũng không quan tâm. Chẳng là trước khi lấy được số tiền còn lại, gã bắt buộc phải giúp cô ta được sống. Hứa Lâm, tốt nhất cô nên sống tốt vào. Bằng không, con dao trong túi áo tôi sẽ... Sau khi bình tĩnh trở lại, Hứa Lâm mới có thể ngẩng mặt lên nhìn trời. Gương mặt đậm son phấn lúc này đã nhạt đi vì mồ hôi, sắc trắng trên gương mặt cũng hóa xanh. Cô ta sợ, sợ đến mức không dám nhắm mắt lại ngủ thêm một lần nào nữa. Đi được chưa? Chúng ta sắp trễ rồi đấy. Gã vừa xem đồng hồ vừa nhắc. Hôm nay không đi nữa, về thôi. Về sao? Cô đang giỡn mặt tôi đấy à? Vì cô ta, gã lặn lội đường xa tới đây. Vì cô ta, gã không màng tới sự nguy hiểm của mình mà tận tình phục vụ. Vậy mà chỉ một chút khó khăn vừa kéo tới, cô ta đã định bỏ cuộc rồi sao? Hứa Lâm, cô bắt buộc phải đi cho tôi. Ông bị điên rồi đấy à? Hứa Lâm khó chịu cãi lại. Không nói thêm một lời nào nữa, gã đưa dao kẻ lên cổ cô ta. Đi hay không? Ông đang làm cái gì vậy? Có tin là... Sao? Gã dí sát con dao vào cổ Hứa Lâm, lên tiếng thách thức. Hứa Lâm không đi, đồng nghĩa với việc hắn không có tiền. Dù rằng hắn là kẻ phục tùng mệnh lệnh của cô ta, nhưng không ngu tới mức chỉ biết răm rắp nghe lời mà không theo dõi quan sát tình hình. Trước khi nhận một nhiệm vụ mới, gã cần chắc chắn là bản thân mình có thể lấy được tiền. Do đó, đến tận lúc này, gã mới ra tay hành động. Tôi đi. Đứng bên bờ vực có thể mất mạng bất cứ lúc nào, Hứa Lâm đành nhẫn nhục làm theo lời gã. Mặc dù trong lòng không can tâm, nhưng cô ta đã hết sự lựa chọn. Rồi có ngày... Tôi bắt ông phải trả giá, Hứa Lâm nghĩ. Cùng cô ta đi ra khỏi xe, gã nói. Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Nếu cô dám hành động, con dao này cũng không ngại liếm máu đâu. Ông nghĩ nhiều rồi đấy, lên xe đi. Mở cửa, gã để cô ta lên ghế lái phụ, còn bản thân mình thì ngồi ghế lái, con dao đặt ở phía tay trái. Chỉ cần Hứa Lâm có ý định chống đối, gã lập tức cho cô ta một nhát rồi vứt xuống sông. Vì chỗ này tương đối hẻo lánh, thưa thớt, nên có ra tay cũng hiếm khi gặp được người đi ngang qua. Xe lăn bánh, Hứa Lâm nén một tiếng thở dài. Ông ta làm sao thế? Hứa Lâm trầm tư suy nghĩ. Có mơ cũng không thể mơ đến một ngày bản thân lại trở thành con cờ trong tay người khác. Sở dĩ đến giờ này gã mới lộ bộ mặt thật, chẳng phải là vì cô hết tiền sao? Mới tạm hoãn thanh toán được vài ngày, gã đã nhanh tay tóm lấy cô mà kề dao vào cổ. Không kiềm lòng được, cô quay sang dằn mặt gã. Nếu tôi có mệnh hệ gì, ông cũng đừng mơ mà lấy được số tiền còn lại. Không sao, chỉ cần cho cô vài nhát thôi, nhiều đó cũng đủ khiến tôi thỏa mãn rồi. Với lại... Vừa nói, gã vừa quay sang nhìn cô khẽ liếm môi. Cô em xinh đẹp như vậy, nếu tôi bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc. Chỉ bằng chúng ta... Đừng có mà mơ đi. Dù đang bị gã khống chế, nhưng Hứa Lâm không quyết định nhượng bộ. Với những gì đã xảy ra trong đêm say rượu đấy, cô ta tuyệt nhiên không muốn lặp lại lần thứ hai. Xe vẫn tiến về phía trước, gã nhếch môi cười bảo: "Cô không đồng ý thì thôi vậy, chỉ cần cô trả đủ tiền cho tôi sẽ không chạm tới cô. Quyết định vậy đi." Đi thêm một đoạn đường đầy sỏi đá, chiếc xe dừng lại trước một nhà tù. Ở đó, thanh tra Trần đang giam giữ bà Hứa vì tội cố ý giết người. Cho đến giờ phút này, mặc dù bà ta đang vẫn giữ im lặng, nhưng những gì đã diễn ra thì không thể phủ nhận. Hay tin có người đến thăm, tinh thần của bà ta phấn chấn hơn hẳn. Giờ ở căn phòng quen thuộc, bà Hứa được đưa ra ngoài. Qua một tấm kính thủy tinh, mắt bà long lanh, khi thì Hứa Lâm đang ngồi ở phía đối diện. "Hứa Lâm, cứu mẹ với con." "Mẹ!" Nhìn bộ dạng khổ sở của bà ta, suýt chút nữa Hứa Lâm đã không nhận ra mẹ mình. Sau 3 tuần, người bà tàn tạ hẳn đi, không có chút sinh khí nào. Nếu không phải bị uy hiếp, chắc gì Hứa Lâm đã muốn đặt chân đến đây. Trước mặt quản lý trại giam, Hứa Lâm ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Lúc này, đột nhiên cô ta nghĩ ước gì mình và người phụ nữ trước mặt không tồn tại bất cứ quan hệ nào cả. "Sao bữa giờ không đến thăm mẹ? Con có biết mẹ phải sống khổ sở như thế nào không? Mau nói họ cho mẹ ra khỏi đây đi." Bị giam trong tù gần 21 ngày, bà ta sắp phát điên lên rồi. Ban ngày, bị họ đưa đi thẩm vấn, hỏi hết lần này đến lần khác, cùng một câu hỏi thậm chí nhắc đi nhắc lại cả 100 lần. Tối đến, bà ta phải chịu sự áp bức bóc lột của những người cùng chung nhà tù. Nhớ lúc mới vào. "Lại đây mày!" Một người phụ nữ béo ú ngồi ở một góc tường, bên cạnh có 2 tù nhân khác đang bóp vai bóp chân cho mụ. "Gì?" Bà Hứa sẵn giọng đáp lại. Khi đó, bà ta ngồi xuống chiếc ghế của mình, thở ra một hơi dài thườn thượt. Ngay lập tức, đàn em của mụ kéo tới, lôi đầu bà ta tới tạ tội với chị Đại ở đây. "Quỳ xuống mày!" Mặc cho bà ta phản kháng, bọn chúng vẫn cứ nhấn đầu bà ta xuống đất, không cho người phụ nữ này có cơ hội được ngẩng mặt lên nhìn. "Mày biết tao là ai không? Con khốn!" Bà Hứa lý nhí đáp lời. Chỉ với một ánh mắt của mụ béo, bọn đàn em đã hiểu, vừa bịt miệng bà ta, vừa dần cho bà ta một trận. Kết quả, chỉ sau vài đòn cảnh cáo, bà Hứa đã nằm lê lết trên nền nhà, hơi thở mệt mỏi khó nhọc. Thành công trong việc dạy dỗ lính mới, mụ béo bắt đầu phổ biến nội quy nhà tù. "Tao là chủ ở đây, tất cả mọi thứ phải nghe theo lời tao nói. Có gì ngon dâng tao trước, việc nặng việc nhẹ, bọn bay tự chia nhau làm. Tao chỉ làm khi muốn qua mặt quản ngục mà thôi. Với lại, cấm mày dám ho he gì với mọi người, không thì cẩn thận cái lưỡi của mày đấy." "Tôi..." Không còn sức để tranh luận, bà Hứa chỉ biết nằm khóc. Cơ thể cằn cỗi của bà ta không chịu đựng được sự tra tấn của họ, ngất liền ngay sau đấy. Phủi tay rời khỏi chỗ bà ta đang nằm, tụi tay sai trở về với công việc thường ngày của mình. Khi quản ngục đi kiểm tra, bà thấy bà Hứa nằm im bất động, đưa tay gõ thanh sắt vào song sắt hỏi: "Bà ta bị sao vậy?" "Mệt quá nên ngủ thôi. Kêu bà ta dậy, sắp tới giờ ăn rồi." Nhiều ngày sau đấy, bà ta ngoan ngoãn phục vụ mụ béo như một con hầu, không hơn không kém. Mãi cho tới hôm nay, khi biết được có người tới thăm mình, hy vọng của bà ta mới được thắp lên. "Hứa Lâm!" Thầy cô ngẩn người, bà ta lên tiếng gọi. "Hứa Lâm!" "Gọi một lần thôi, con đâu có bị điếc." "Con nghĩ cách cứu mẹ đi." "Chỉ còn một cách thôi." Lợi dụng điểm yếu của bà ta, Hứa Lâm đề nghị. "Cách gì?" "Tiền, muốn có tiền thì phải bán nhà, ý mẹ sao?" "Không cần bán nhà, con tới tìm chị con ấy, bảo nó đưa cho." "Mẹ bị điên đấy à?" "Mẹ không có điên, mẹ rất tỉnh táo." Thở dài một hơi, Hứa Lâm bất lực đứng dậy, dõng dạc tuyên bố: "Nếu mẹ còn ở đó mà mơ mộng thì suốt đời cứ ở đấy đi." "Hứa Lâm!" Vừa ra khỏi phòng thăm hỏi, Hứa Lâm đã bị một cánh tay giơ ngang cản đường. Nhìn sang bên trái, cô trơ mắt ra nhìn. Đó là người mà cả đời này cô cũng không muốn gặp lại thêm một lần nào nữa. "Cô Hứa, tìm tôi có chuyện gì không? Tôi bận lắm. Có thời gian mới nói chuyện với anh sau." Dứt lời, Hứa Lâm vội lách sang một bên, hướng ra ngoài mà đi. Tiếc rằng người mà cô có định trốn tránh lại là thanh tra sở cảnh sát Trần Luật. "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút." "Tôi không rảnh." Hứa Lâm từ chối lời đề nghị của anh ta, cứ vậy mà bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của cô ta, Trần Luật thầm thì: "Hứa Lâm, tôi không tin là cô có thể trốn được mãi. Đợi đấy, tôi sẽ tìm được bằng chứng tóm gọn cô. Trong nhà tù này vẫn còn một chỗ vinh dự dành cho cô đấy. Ra bên ngoài, Hứa Lâm đưa tay mở cửa, khó chịu ngồi vào trong xe. Sao rồi? Đi đi, nhanh đi khỏi đây đi. Cô vừa cất lời, chiếc xe đã lao nhanh vun vút trên mặt đường. Sau khi ra khỏi khu vực đấy, gã mới quay sang hỏi Hứa Lâm. Có chuyện gì vậy? Im đi. Cô đừng quên là... Ông muốn làm gì được? Đêm nay tôi không muốn ở một mình đâu. Khóe môi gã mỉm cười. Vậy thì tốt. 6 tháng sau, cho tới thời điểm hiện tại, dù cả hai đã giải tỏa được những khúc mắc trong lòng, nhưng bản thân Hứa Gia Kỳ vẫn chưa nhận lời trở về với Trình Huy. Khi bước vào những tháng cuối của thai kỳ, Hứa Gia Kỳ nói với Duy: Em xin làm hết hôm nay, em nghỉ nha anh. Ok em nha. Trước chung cư, Hứa Gia Kỳ lấy điện thoại gọi taxi, sau đó bước lên xe. Sau lưng cô, một ánh mắt vẫn kiên trì theo dõi, chưa có dấu hiệu rời khỏi bóng lưng ấy. Sắp rồi, thêm một chút nữa thôi. Rất nhanh, người đó đã đuổi theo cô, âm thầm ở bên ngoài tiệm chờ. Nếu để Hứa Sai Kỳ phát hiện, bản thân người đó khó mà thanh minh cho chính mình. Xe taxi còn chưa tới, Hứa Sai Kỳ đã thấy khó chịu trong người. Không lẽ... Lầm nhầm tính, cô chợt nhận ra bản thân mình đã quá bất cẩn. Hôm nay là... Vậy mà cô lại... Không đi được nữa, Hứa Sai Kỳ đứng dựa vào gốc cây, hơi thở khó nhọc. Cùng lúc đó, xe taxi tới. Không thấy người đặt xe đâu, tài xế gọi điện. Chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy. Giúp tôi, xuống xe đi. Theo lời cô, tài xế mở cửa, nhìn thấy đã trông thấy Hứa Sai Kỳ. Điều làm anh lo ngại hơn cả, đó là cô đang mang thai. Hình như cô... Rất nhanh chóng, tài xế nhờ đến sự giúp đỡ của một vài người, đưa Hứa Sai Kỳ tới bệnh viện. Cánh cửa khép lại, tài xế dùng điện thoại của cô liên lạc với người thân. Người đầu tiên anh ta gọi là Trình Huy. Alo, anh là ai? Có phải là người thân của cô Hứa Sai Kỳ không? Cô ấy vừa vào phòng sinh, tôi gọi để... Gửi tôi địa chỉ nhanh. Dứt lời, Trình Huy cúp máy, lao nhanh tới bệnh viện. Khi hắn đến, cửa phòng sinh vẫn khép. Cả bác sĩ phụ sản và Hứa Sai Kỳ vẫn đang ở bên trong. Trước khi lên chức làm bố, hắn hồi hộp khôn nguôi, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả. Trên hành lang bệnh viện, hắn đi lại đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại ngó vào phòng sinh, hy vọng có ai đó mở cửa ra nói cho hắn biết rằng Hứa Sai Kỳ mẹ tròn con vuông. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ trung niên thông báo với hắn rằng: Mẹ tròn con vuông, anh yên tâm. Cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào thăm họ được không? Trình Huy đề nghị, lòng anh nôn nao lắm rồi. Chút nữa đi. Bây giờ tôi đưa cô ấy về phòng hồi sức, anh có thể tới đó trước để đợi. Vâng. Dứt lời, vị bác sĩ trung niên dẫn đường cho Trình Huy. Trong cùng lúc này, hai người lạ mặt đã có mặt tại bệnh viện. Một người ôm đứa bé đi trước, một kẻ đợi điều dưỡng bê đứa bé ra sau. Đưa cho tôi. Ở đây hết nhiệm vụ của cô rồi, đi đi. Sau khi có được thứ mình muốn, Hứa Lâm âm thầm đưa đứa bé ra xe. Thanh âm của động cơ vang lên rồi biến mất, chỉ để lại một làn khói trắng dày đặc dần tan vào trong không trung. Cách đó một hành lang, Lam nói với bác sĩ: Sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Không có sai sót. Nếu cô không tin, có thể xét nghiệm ADN. Chuyện đó đương nhiên rồi. Khẽ gật đầu, vị bác sĩ nói: Không có gì nữa, tôi xin phép đi trước. Có nhiều người đang đợi tôi lắm. Cảm ơn. Thực hiện xong, Lam yên tâm trở về quán cà phê. Lần này, khi vừa đi vào quán, cô đã thấy Duy ngồi chờ sẵn. Em đi đâu? Sao sáng giờ không trong quán? Em có việc. Có việc sao không báo trước? Duy đứng dậy, tiến về phía Lam, nhìn thẳng vào mặt cô mà hỏi. Dạo gần đây, Duy thấy Lam hay lén lút nghe điện thoại của ai đó nên vô cùng tò mò. Cô ấy đang qua lại với người đàn ông khác sao? Nghĩ vậy, Duy liên tục kiểm tra camera, cố gắng tìm ra điểm bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của cô. Hôm nay, khi Lam vừa bước vào quán, anh ta đã nghe thấy cô gọi điện thoại, sau đó vội chạy ra ngoài, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Vì vậy, anh mới tìm lý do để hỏi tội cô. Anh bị làm sao vậy? Đây là nơi làm việc, em nên chú ý cách xưng hô của mình đi. Tùy quản lý. Không màng tới cảm xúc của anh, Lam cứ vậy đi vào trong, thay đồ rồi tiếp tục làm. Những tưởng chỉ cần ôm được đứa bé đi, dùng nó để uy hiếp Hứa Sai Kỳ là xong. Ai ngờ khi xe chạy được một đoạn, gã ta bất ngờ dừng xe, mở cửa đi xuống. Một lúc sau, người đàn ông khác bước lên. Vừa nhìn thấy người đàn ông đấy, khuôn mặt của Hứa Lâm đã biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhớ lại hôm ở hành lang chung cư, Hứa Lâm nén một tiếng thở dài, bình tĩnh nói: Ông lên nhầm xe rồi, mau bước xuống đi. Nhầm á? Vậy mà tôi cứ tưởng tôi đã tìm đúng người rồi. Vừa nói, ông ta vừa nở một nụ cười nham hiểm. Nụ cười này khiến Hứa Lâm sởn gai ốc, lạnh cả sống lưng. Không lẽ ông ta nhận ra cô sao? Ngồi bên cạnh Hứa Lâm, ở ghế lái, ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt này với khuôn mặt tối hôm đấy chẳng khác nhau là bao. Nếu có khác thì nó đến từ ánh mắt của cô. So với vẻ ngoài có vẻ ngây thơ dạo nọ, Hứa Lâm của hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Ông... Chúng ta đã từng có những phút giây mặn nồng, em quên rồi sao? Tôi... Ôm đứa bé trên tay, Hứa Lâm không cảm nhận được một chút trọng lượng nào. Bởi lẽ ngay giờ phút này đây, tâm trí cô đã lạc về khoảng thời gian cách đây 1 năm. Khi đó, trong một phút thiếu suy nghĩ, cô đã nảy sinh ý định giết chết ông ta. Thế mà khi cô xuống tay, người đàn ông này chỉ mất trí nhớ tạm thời, tính mạng vẫn còn giữ lại. Hứa Lâm, bây giờ trên đầu tôi vẫn còn vết sẹo cũ. Cô tính thế nào đây? Tôi... Trong tình huống bất ngờ, khi phải đối diện với người mà mình không hề muốn trông thấy một lần nào nữa, Hứa Lâm tỏ ra lúng túng, mãi tới khi ông ta đưa tay bóp cằm cô. Hứa Lâm mới cảm nhận được hơi thở của mình. Nói đi. Sao? Cô không dám nói sao? Chuyện đó xảy ra như mới hôm qua. Bản thân Hứa Lâm có to gan cách mấy cũng chẳng dám chống đối mấy tên xã hội đen này. Vậy chi bằng dùng tiền để giải quyết. Nhắc đến tiền, Hứa Lâm lại nhớ tới gã đàn ông đi cùng mình. Gã ta đi đâu rồi? Tại sao gã không quay lại? Có khi nào gã bán cô cho ông ta rồi không? Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu trăn trở cứ xoay vòng trong tâm trí của Hứa Lâm. Giữa không gian chật hẹp của chiếc xe cũ, Hứa Lâm xuống giọng hỏi. Người đi cùng với tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ta để nói chuyện. Tôi không biết. Đó là câu trả lời mà cô nhận được. Trong phút giây nguy hiểm này, Hứa Lâm nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này đây? Ngồi cho vững vào, ông ta lên tiếng căn dặn. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chiếc xe đã lao vun vút trên mặt đường. Lúc đi qua một khúc cua, cô gặp gã tài xế cũ, ông ta đang vẫy tay chào tạm biệt. Chuyện này là như thế nào đây? Tại sao ông ta lại... Đang truy tìm lý do, Hứa Lâm nghe thấy có tiếng của ông ta vang lên. Từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ do tôi quyết định. Vậy mà gã ta đã bán cô cho người đàn ông này. Được lắm, gã muốn dồn cô vào chỗ chết à? Không dễ vậy đâu. Hứa Lâm đi rồi, mối nguy hiểm của hai mẹ con Hứa Sai Kỳ cũng không còn nữa. Cánh cửa bật mở, Trình Huy bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng cầm tay Hứa Sai Kỳ, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Sai Kỳ, vất vả cho em rồi. Anh vừa lên tiếng, cô cũng từ từ mở mắt. Khi hình bóng anh hiện rõ trong tầm mắt, cô thều thào hỏi. Em muốn gặp con chúng ta đâu rồi? Cùng lúc đó, điều dưỡng bệnh viện bê đứa bé vào, đặt xuống bên cạnh cô, nhìn nó kháu khỉnh đáng yêu. Hứa Gia Kỳ vô cùng mãn nguyện. Trước khi Hứa Lâm kịp ra tay, cô đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhờ có Lam, cô mới thành công qua mặt được Hứa Lâm. Cô ta muốn đổi con, vậy thì cô sẽ đổi với cô ta. Đời này, Hứa Lâm đã mắc nợ cô quá nhiều rồi, đã đến lúc phải trả hết. Nhìn thấy con bình an vô sự, Hứa Gia Kỳ liền nở một nụ cười. Nhìn nó rất giống anh thì phải. Vậy à? Trình Huy vừa nhìn hai mẹ con vừa cười. Hóa ra đây là cảm giác được làm bố, vừa vui sướng vừa hồi hộp như một đứa trẻ chở mẹ đi chợ về. Và trong suốt mấy năm qua, anh càng khao khát lại càng không có được. Từ bây giờ, điều anh mong mỏi đã thành hiện thực. Khi ngẩng mặt lên, anh nhận ra cô đã ngủ say từ lúc nào. Hứa Gia Kỳ, nhất định anh sẽ bù đắp lại cho em. Trong phòng bệnh, anh đã nghĩ như thế. Với một người đang say giấc, lời Chính Huy chẳng khác nào là gió thoảng mây bay. Đưa tay chạm nhẹ lên mặt con, hắn bảo. Con gái ơi, mau lớn lên bố cõng đi chơi này. Khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé khiến hắn càng nhìn càng thích thú. Ngay bây giờ, hắn mong sao nó sẽ lớn thật nhanh, vui đùa cùng mình. Ngồi một lúc, hắn nhận ra trời đã tối rồi. Mới đó mà trời đã tối. Khi tất cả trở về với vẻ yên lặng, Trình Huy chủ động mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy anh, Hứa Sai Kỳ có chút e ngại. Anh chưa ngủ sao? Anh không ngủ được. Nở một nụ cười gượng gạo, hắn ngồi xuống bên thành giường, dường đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhạt nhạt của cô. Trong khoảnh khắc, đôi ánh mắt va chạm nhau. Anh nhìn cô lại nhìn anh. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, cả hai không nói một lời nào, chỉ im lặng. Càng nhìn nhau, họ càng cảm thấy trái tim mình đau. Yêu rồi kết hôn, cả cô và hắn luôn mong ước sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Cùng nắm tay bước vào lễ đường, cả Hứa Sai Kỳ và Trình Huy đã mường tượng ra những tháng ngày sau này mình sẽ sống ra sao. Kết quả, trong năm đầu, điều họ hy vọng trở thành hiện thực. Dù làm gì, ở đâu, cô và anh luôn để đối phương lên vị trí ưu tiên. Chỉ cần cô hay anh gọi, người còn lại chắc chắn sẽ bước tới. Và rồi, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, mâu thuẫn càng dâng cao. Họ ly hôn để được ở bên nhau. Cả hai đã trải qua rất nhiều thử thách. Nhưng khi ký giấy ly hôn, mọi chuyện lại diễn ra vô cùng chóng vánh. Có chăng khi cả hai đều mệt mỏi, họ chấp nhận buông xuôi, giải thoát cho chính mình. Và rồi khi đối mặt với 4 bức tường, trái tim lại nhói lên nhớ về đối phương ra giết. Sai Kỳ, anh xin lỗi, hình như anh bị điên rồi. Khóe mắt ửng đỏ, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô bật khóc, tiếng khóc nức nghẹn nơi cổ họng, không sao thoát ra được. Đừng khóc, lỗi của anh là lỗi của anh. Nghiêng người về phía trước, Trình Huy dùng tay lau nước mắt cho cô. Kế đó, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thấm đẫm vị mặn của nước mắt, của bao cay đắng mà cả hai đã trải qua. Sai Kỳ à, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Chúng ta có thể cho nhau thêm một cơ hội nữa được không? Cô im lặng gật đầu, khẽ mỉm cười. Trình Huy sung sướng, ôm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn nồng thắm. Nụ hôn day dưa, triền miên và kéo dài. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện có kết thúc vô cùng viên mãn phải không quý vị và các bạn? Cuối cùng thì Trình Huy và Hứa Sai Kỳ đã trở về bên nhau và hạnh phúc bên con gái bé bỏng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện này. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Kiều Hoa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.